cho quay cá nghe vậy. Quay rồi cá 20 ngàn thôi. Đây chị bán. Đây cá này chị bán nè. Đầy đủ hết luôn. Này là ok đó bầu ơi. Đây có cá ướp. Xả ướp. Ồ, cũng có bán cánh truyền thống nữa hả? Gái cô gái miền Tây. À miền Tây. Dạ bánh tằm. Dạ bánh tằm. Rồi cả nhà ơi. Dạ cảm ơn nha. Wow. Ủa? Ở đây uống lần là ca mà chứ đâu có ly hả? Rồi vô đây, vô đây. Rồi một. Hai, ba, vô. Cái đậu đen là đậu trắng, cái cúc dừa, cái bò thốt nốt. À, cái này chưa có nước cốt dừa đúng không chị? Một bọc kia bao nhiêu vậy? 5.000 hả? Dạ. Mày lấy em một bọc đi. Thì nước dừa riêng cho em nha, chúng em ăn nha. Dạ. À vậy đây. Nếu mà mình đi nãy mình đi hướng em đi dạo vòng cho cô chú anh chị xem nha. Ở đây là bán phụ tùng rất là nhiều nè. Đây cô cũng có bán ca ghi dịch nè. Hấp dẫn quá. Tiếp qua sáng nay mình ăn cơm tấm rồi mình mà biết mình ghé ăn cây vịt rồi. Đây. Ở đây một phần cô bán bao nhiêu vậy cô? Đây chị bán đồ rất là nhiều nè. Đồ tươi có bánh nữa. Ủa cái này cái gì lạ vậy chị? Cái này kẹo đậu phộng nè anh. Vậy hả? Nó lạc lạc làm sao kiểu hồi xưa vậy đó, ăn cho nó đỡ. Bây giờ ai cũng bị đường á. À. Nó cho nó lạc lạc. À. Đây. Cái này chị bán sao? Này em cũng biết bán 100 gram hả? Dạ, 100 gram. Dạ, lấy em 100 gram đi. Dạ. Mệt nha anh. Dạ. Đây có chị gái uống cà phê, ăn mít nha. Ăn mít. Uống phê chị? Dạ. Có bán mít hay vậy? Dạ. À, vậy đó hả? Anh ơi, em mới bấm tay là không có bán đâu. Tại nói vậy thôi. Em bấm tay rồi, không có bán đâu. Vậy đó hả? Đây quay miếng mít nha. À anh Ngọc bạc đạn hả? Dạ. Dạ có số điện thoại nha. Đó. Dạ 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 chị. Dạ có rồi, quen vậy là tao biết rồi. Dạ. Dạ. Đây. Dạ dạ, đó khán giả gần xa thấy rồi, biết là anh chị bán đó. Dạ. Trời ơi, bữa nay cô gặp cô sẽ lợi gọng gãi cho mình một hộp này nhưng mà mình không lấy được. Nè con gửi tiền nha, 5.000 một bà một hộp. Dạ, hơi kẹt xe. Cô thứ mấy vậy cô? Dạ, dì thứ ba ha, dạ. Dì ba gọng gãi nha. Nè con gửi tiền dì ba nè, lấy con hộp đi. Lấy đậu thôi, khỏi lấy ở đó gì đó, lấy cái đó đi. Dạ dạ. Để ghi cho con được không? Chú mua mấy ăn á. Dạ dạ. Vậy ba tặng con ăn đi. Thôi thôi, lấy tiền nữa mới được, kỳ lắm. Miền Tây Xuân Nước xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui khi gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Ngày mới thì em xin chúc cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Hiện tại thì miền Tây Sông Nước đang có mặt tại An Giang. Cụ thể hơn đó là phường Mỹ Phước nha cô chú. Phường Mỹ Phước của chợ Mỹ Phước thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây là quang cảnh ở phía trước chợ nè cô chú. Hiện tại đang có mặt tại trục đường Hùng Vương nha cô chú. Đây là trục đường Hùng Vương. Giao ở phía trước đó chính là trục đường của Tô Hiến Thành nha cô chú. Ở đó là bản chợ đó cô chú, bản chợ Mỹ Phước nha. Hôm nay rất là vui khi đến được chợ Mỹ Phước. Lần trước thì em có ghé chợ Mỹ Quý xong rồi, hôm nay ghé tại chợ Mỹ Phước luôn. Đây. Rất là đông đúc nha cô chú. Xe cộ qua lại rất là tấp nập luôn.
Ở phía trước đây thì có rất là nhiều anh chị bán đồ phụ tùng nha. Chợ này còn được gọi là chợ phụ tùng nữa. Đây, ở phía trước đây có mấy dãy mấy anh em bán phụ tùng nè, có một cái nhà lồng luôn. Phụ tùng nữa chú, rất là nhiều luôn. Chợ Mỹ Phước hay còn gọi là chợ phụ tùng, sáng nay em có hỏi. Thời tiết hôm nay rất là đẹp luôn, thì đã đến được chợ Mỹ Phước. Hướng này thì mình cũng có thể đi ra trục quốc lộ 91 luôn nha cô chú. Đi vô chợ mình đi thẳng ra luôn, mình đi ra hướng chợ đường quốc lộ 91 nha. Này, bao quanh chợ thì có nhà để nhà lồng nè. Đây, lượng người rất là đông, đông vô cùng luôn. Và mình đã xuống nước cũng rất là mong cô chú anh chị và các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha, cũng như là like nè, chia sẻ bình luận để giúp cho kênh của miền Tây sông nước ngày càng phát triển hơn nhé. Đây, đây là khu vực phía trong của tuyến quốc lộ nha. Đây, cặp tuyến quốc lộ thì ở đây gần đây thì có gạch tầm bót nha. Gạch tầm bót thì con gạch chảy dài đó đâm ra cả sông Hậu luôn, đâm ra sông Hậu luôn nha. Dạ rồi, hôm nay mời khán thính giả gần xa của miền Tây sông nước đi tham quan chợ Mỹ Phước nha. Đây, hay còn gọi là chợ Phụ Tùng nữa đó. Dạ, bây giờ mình đi tham quan chợ nha. Đây, em đang đứng ngay trục giao điểm giữa hai tuyến đường nha cô chú. Đây, đường Tô Hiến Thành đây. Đó. Đây là đường Tô Hiến Thành. Đó, cái đường đó mình sẽ đâm ra tuyến quốc lộ 91 đó. Và hướng này là đường trục đường Hùng Vương nha. Hướng này thì mình sẽ vào chợ. Đây. Đó, đây có mấy anh em đang sửa xe nè. Sau này gặp được tiệm của cô bán bún kagi vịt. Đây, kagi vịt nha. Chào cô nha. Bạn tên là cô Cúc. Cô là cô Cúc hả? Dạ. Dạ, chào cô Cúc nha. Đây, cô Cúc có bán kagi vịt nè. Wow. Không chạy vô được, bọn này xe mình ngắn bự. Hấp dẫn quá. Tiếc quá, sáng nay mình ăn cơm tấm rồi mình mà biết là mình ghé ăn kagi vịt rồi. Đây. Ở đây một phần cô bán bao nhiêu vậy cô? 30. Dạ, 30 một phần ha. Đây kagi vịt ăn với bánh mì với bún cũng được. Dạ. Chợ này có lâu chưa cô Cúc? Dạ. Ồ vậy đó hả? Nếu mà bán phụ tùng là từ xưa giờ luôn. À vậy đó hả? À. Vậy là cũng mới xây nhà lồng đây hả? À dạ. Đây cô Cúc nha, dễ thương lắm luôn á. Rất là gần gũi nữa, nói chuyện rất là vui luôn. Đây 30.000 một phần nha. Có đến chợ Mỹ Phước thì ghé ủng hộ cho cô Cúc nha. Anh em xe tải, xe khách rồi đó. À, có đi dịp giao hàng hay là đi công việc giao dịch ngang đây á. À vậy hả? Bán cua. Cua, bún cua hả? Bún cua là trực tiếp, còn thứ bảy với chủ nhật với quán đỡ món. À. Ghi chủ nhật thì bún măng. À bún măng. Măng vịt luôn á gì? Măng vịt luôn. À dạ. Đây, hấp dẫn lắm nha chàng ơi, trộn lên cái cho con khán giả con coi luôn Cúc. Đây. Là ngày nào là dứt ngày đó ha. Dạ. Đó. Cái ghi nha. Dạ. Đây, sáng lắm nha. Đây, vừa hầm bánh mì luôn nè. Đây, cho nó nóng nha. Rồi, cảm ơn cô Cúc nhiều. Có dịp ghé nha, cô Cúc ăn nha. Rồi, em cảm ơn cả nhà nhiều. Rồi. Bye bye chú thôi, đâu có gì đâu. Nè, chú chào con nè. Con cũng chào chú đi. Vui lên. À đó, đâu có gì đâu. Rồi. Rồi. Có phụ tùng bán rất là nhiều nghe cô chú. Để đem anh em bán phụ tùng nè. À. Bây giờ em sẽ đi chợ. Tuy nhiên là em sẽ xuất phát từ cái này đi.
Vậy này mình sẽ đi ra đường Tô Hiến Thành, có một chỉ đi vô chợ đó. Mình sẽ đi từ hướng đó nha. Bên kia thì có nắng quá. À, đây gặp được chiếc xe 67. Đẹp quá. Chú bán phụ tùng. Này, phụ tùng rất là nhiều luôn chú. Này, rất là nhiều phụ tùng xe luôn. Đó. Xe liên tục đó, có bán đồ ăn sáng nha chú. Đây hướng này mình cũng vào chợ nè, ở đây là điểm đầu chợ nha. Đây, cửa hàng phụ tùng rất là nhiều. Giờ em sẽ đi hướng này đi. À, có cô bán bún cơm. Con trai mấy anh em đang mài tiện nha. Đây hướng này vô chợ nè. Bây giờ sẽ xuất phát từ hướng này. Ở đây là đường dự định 5 đó, đó là bản dự định đó. Đây bán nông sản nhiều lắm cô chú. Cô này đều tươi. Mấy anh chị bán nông sản rồi chú. Em mới bán đắt hàng nha chị. Dạ YouTube. Này, chị gái bán tạp hóa nè. Chị vừa mới nhìn mình cười cười nữa. Ngày mới gì là hồng phát rồi đó. Chị đang sáng hả? À dạ, cứ ăn sáng đi em không quay. Này, nông sản nha. Quay cảnh chợ đó chị trên YouTube á. Quay cho bà con xa xứ trong nước ngoài nước rồi xem á. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Nếu ra chợ nông sản này là chợ chợ sắt mới có trước hay là chợ mình có trước chị? À vậy hả? Rồi em cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn chị. Kênh của em là miền Tây sông nước. Chào chị trước nha. Ngày mới hồng phát nha chị. Miền Tây sông nước. Chị bán bánh phở đây hả? Dạ. Mì chị bán. Tính ra là chợ 8 giờ là mới đông khách đây chị. Dạ. Tại vì thường bữa em đi quay chợ quê là phải 6 giờ mấy là bắt đầu quay rồi. Để trễ quá là nó hết khách luôn á. Rồi cảm ơn chị nha. Mấy anh chị bán một chút. À đồ mặn hả chị? Dạ là YouTube chị. À bên đây có đồ chai nè. Đây đi chợ sáng nay nha. Dạ YouTube chị. Của em là miền Tây sông nước chị. Em quay cảnh chợ đi quê nha. Ngày mới giúp chị bán buôn hồng phát nha. Dạ. Đắt hàng nha. Đây chị bán đồ nữa rất là nhiều nè. Đồ tươi có bánh nữa. Ủa cái này cái gì lạ vậy chứ? Cái này kẹo đậu phộng nè anh. Vậy nó làm nó lạc lạc làm sao kiểu ngày xưa vậy đó, ăn cho nó đỡ, giờ ai cũng bị đường á. À nó, cho nó lạc lạc. À. Đây. Cái này chị bán làm sao? 100 gram 12 ngàn á. Cái này em cũng biết bán coi 100 gram hả? Dạ 100 gram. Dạ lấy em 100 gram đi.
ơi. Này 12.000 đúng không? Dạ. Đây gửi chị. Lấy cái hai cái tặng 15 đi. Dạ. Cái gì dễ thòi ha. Chị để góc riêng nào giùm em đi. Em mua rồi à, ha. Là 35.000. Nè cái này gửi riêng đi, em mua rồi để chung với đồ bán. Đó, có khách liên tục luôn rồi kìa. Dạ không chị. À, chị đang bán rất là nhiều đồ ăn vặt nữa nha. Có bánh lọt nè. Có bắp nữa nè. Bên kia thì trứng cút, gà ta, đồ tươi, đu đủ, khoai tây, bánh kẹp nữa. Có khoai nè, củ qua gừng nữa. Bán đi chị, tập trung bán đi, tập trung bán. Rồi thôi em di chuyển nha, cho chị bán hàng nha. Cảm ơn chị nhiều. Này cũng có dãy chờ cá nữa cô chú. Nó cứ bao quanh chợ. Đây, bao quanh chợ thì bán chợ chợ cá rồi chợ rau củ quả luôn. Đây nói chung là đầy đủ hết. Đây em sẽ đi vòng một dãy lên đây ha. Có mấy chị bán. Chị cho quay cá nha chị. Này. Cá là cô chú. Này cá bóng cái gì chị? À, bóng tượng ha. Xưa giờ mình thấy bóng tượng nhỏ nhỏ à, bữa nay mới thấy bóng tượng to nè. Vậy đó hả? Dạ. Ngày mới bán đắt hàng nha chị. Này cá phèn nè cô chú. Cá lưỡi trâu. Lưỡi trâu nước ngọt hả chị? Dạ. Ô, cá này lạ nè, không thấy nè. À, cá sơn. Wow, cá sơn lớn quá. Lợn bơn nữa nè. Ngày mới bán hồng phát nha chị, đắt hàng nha. Đây. Đó. Mấy chị bán đây nhóc luôn nè. Đây có tôm tép nè chú. Đây là đầu tiên em ghé chợ Mỹ Phước luôn đó. Kênh chị anh. Kênh của em là miền Tây sông nước chị. Hôm bữa em ghé chợ Mỹ Quý. Chợ này nhỏ không chị Mỹ Quý. À dạ. Mà em thấy đi cũng đông đúc lắm. Rồi thôi em đi nha, cảm ơn chị nhiều nha. Chị còn bán hàng nữa. Chị bên đây có bán tôm với cá. Đây, cảnh sinh hoạt của bà con chợ Mỹ Phước nè. Cái gì mà gì? Cá kết là gì? Cá kết. Cá kết. Thêm quay cá xíu nha. Này cá. Cá kết ha. Lên An Giang mình ăn đồ ăn, cái này tâm sự thật riêng cá nhân mình thôi nha. Mình thấy đồ ăn bán rất là rẻ luôn. Ăn sáng mà lúc nào ở đâu là nó được có giá đó chứ em ơi. Dạ. Em đi An Giang mấy lần ở trên đây thấy đi ăn đồ ăn là cũng rẻ chứ nó chị. Ở đâu là giá nó đó à. Dạ. Chị cảm nhận của em thấy rẻ. Dạ. Đây cá chị bán nhiều lắm nè. Rồi ngày mới em ba chúc chị bán đắt hàng nha chị. Dạ. Mấy cô bán nha cô chú. Đây đồ tươi nè cô chú. Để mấy anh chị bán đồ tươi. Thì mới bán đắt hàng nha chị. Đây, có mấy chị em bán thịt bên đây nè nha. Bán đắt hàng nha chị. Hai chị chung sạp luôn hả chị? Dạ. Đang sắt mỡ heo hả chị? Đây nổi tiếng là có cơm tấm Long Xuyên nha, ăn rất là ngon luôn. Quan trọng là rẻ nữa. Ở đâu cũng có hết trơn á. Đây chị gái đang cắt thịt nữa nè. Chúc chị gái ngày mới bán đắt hàng nha. Dạ. Dạ. Không khách nữa. Rồi chào chị gái. Dạ.
Đi luôn chị ơi. Giờ mình đi vòng qua đây nha cô chú. Đây, mấy cái cá nè. Có chị gái sửa đồ. Đây còn có chị gái bán thịt heo nữa nè. Chị bán đắt hàng hả chị? Dạ, em chúc mới chúc chị bán đắt hàng chị mài dao rồi. Dạ. Đây có mấy chị bán đồ nữa nè chị. Đây cá nghe. Bán đắt hàng hả chị? Đây chị bán cá mặt má hả chị? Cá ngân. Cá ngân à? Dạ. Với bên đây là cá ba sa, cá cha nha. Đây. Đây có ướp sẵn nữa nè. Dạ. Tính ra là ở đây là chợ chợ nông sản xây mới đây phải không chị? Ở đây nè, khu nông sản mà nè. Mười mấy năm rồi à. À dạ. Tôi nghe nói Phụ Tùng thì mới xây đây à, giờ sáng nãy có chị kia nói mới giờ vô đây à. Lâu rồi. Dạ. Phụ Tùng về trước lâu rồi. Vậy hả chị? Dạ. Đó chợ cá nhớ người kia rồi người sau mấy thằng Lập vô trong này. Dạ. Nay lần đầu tiên ghé chợ Mỹ Phước luôn á. Dạ. Hay gọi là chợ Phụ Tùng. Dạ. Rồi thôi em di chuyển rồi chị, chị còn buôn bán nữa, cảm ơn chị nhiều. Rồi chào chị. Ngày mai chị bán tiếp nữa chú. Đây. Mình ớt rồi chú. Mình quên trời. Em ớt hay anh? Dạ. Đây. Đây có chị gái uống cà phê, ăn mít nha. Không về chị. Dạ. Có bán mít hay gì? Dạ. Quay đi, quay chị này bán mít. À vậy đó hả? Anh ơi, em mới bấm tay là không có bán đâu, tại nói vậy thôi. Em bấm tay rồi không có bán đâu. Quay miếng mít nào đó. Vậy đó hả? Đây quay miếng mít nha. Đây chị em khổ lắm, bán mít đó. Bán mít. Tính. Tôi tính nói rồi đó ông nội. À vậy đó hả? Dính mũ cái đó không có dính mũ đâu nha. Rồi thôi, cảm ơn anh trai nhiều nha. Đây, đi cá kết nhiều quá. Ở cái chèn á. À dạ. À dạ. Cũng giống giống nhau ha. Dạ. Đây có anh trai chị gái nè, để chắc bà xã nó vậy. Nó cháu. Cháu hả? Dạ. Đây. Dạ. Kênh của em là miền Tây sông nước anh. Gì? Miền Tây sông nước. Dạ, anh ăn sáng ngon miệng nha. Dạ. Hả? Không có chồng nữa hả? Em quay cảnh chợ thôi, không có làm mai đâu nha. Tôi sợ lắm rồi. Tôi đi quay chợ lần nào cũng vậy chứ, toàn hỏi làm mai mà. Chị thôi chồng rồi cưng, chị thôi. Anh, mấy chị kia ở chợ kia nói sao với ông, chị thôi chồng rồi, chị thôi có nửa tiếng rồi, chút xíu chồng chị về. Vậy đó hả? Rồi thôi di chuyển nha, có tiếng cười là có đồng tiền rồi đó, may mắn cả nhà nha anh. Dạ dạ. Đi luôn chị, đi luôn chị ơi. Này có mấy anh chị bán tiếp nè cô chú, để nông sản chị gái làm gà, bán gà cá nè. Đây cá nè cô chú. Ốc. Đây. Gà bán ốc với tôm mực nha. Quá nhà tôm luôn. Nông sản không? Anh cho quay tôm tí xíu nha anh trai. Cho quay tôm tí xíu. Dạ. Đây. Để tôm càng nha cô chú. Đây. Tôm nữa nè. Wow, cá đói lớn quá. Gà nữa nè. Nói chung là chị bán thủy hải sản rất là nhiều. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Này cô chú tiếp nữa nè. À vậy đây, nếu mà mình đi nãy mình đi hướng
em đi dạo vòng cho cô chú anh chị xem nha. Ở đây là bán phụ tùng rất là nhiều nè. Đây, đây có dãy bán phụ tùng. Các loại phụ tùng. Rồi ở đây. Đó, anh chị em nào mà đến Mỹ Phước thì ghé ủng hộ mấy anh chị trong dãy này nha. Có bán phụ tùng rất là nhiều luôn. Đây. À dạ chị. Phụ tùng hả chị? Đây là cửa hàng mình, cửa hàng gì? Cửa hàng mình tên gì á? À dạ. Cửa hàng của anh chị Út nha. Dạ quay cảnh chợ rồi chị. Quay cảnh chợ. Đây là cửa hàng của anh chị Út Phương. Đây, hay mình hay gọi là anh chị Út nha. YouTube vậy. Dạ. Cũng giống vậy đi, cũng kể là hiểu là vậy. Dạ. Dạ. Để giới thiệu cho khán giả gần xa nếu mà muốn mua phụ tùng rồi đó. Ghé anh chị đâu nè. Ghé mấy anh em ở đây. Dạ. Chị là chủ yếu là mảng nào? Lấy máy móc hay là bù lon cái gì? Bù lon, phong tán, tạp nhạc. À. Dạ. Bên kia nó kìa, quay qua bên kia. À vậy đó ha. Đó, anh em gần xa nào mà muốn mua mua phụ tùng thì ghé anh chị nha. Anh chị em đây luôn nè, mấy anh em đây đó. À, gần xa hết luôn, cứ gì ghé. Rồi chào anh nha. Dạ. À anh Ngọc Bạc Đạn hả? Dạ. Có gì ghé ủng hộ chợ Mỹ Phước. Dạ, có số điện thoại nha. Đó. Dạ 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 chị. Dạ có rồi, quen gì là tao biết rồi. Dạ. Dạ. Đây. Dạ dạ, đó khán giả gần xa thấy rồi, biết là anh chị bán đó. Dạ. Đó. Vậy trong này nè, là bán phụ tùng rất là nhiều nha. Ủa anh, nếu mà chợ phụ tùng hồi sáng cô kia nói là giờ về đây 10 năm ha. Dạ đúng rồi. Còn gốc là nằm ở trên Mỹ Xuyên nè phải không? Gốc nằm trên Mỹ Xuyên. À, giờ dạ. Sau này về đây 10 mấy năm rồi. À dạ. Về mới có cái nhà lòng mình đây. Đúng rồi. À. Đây có anh trai đang giữa bạc đạn nè. Dạ. Anh tên gì quá? Ngọc à, được mấy cửa hàng? Đây. Hai cửa hàng. Dạ. Đó. Hay đó, cảm ơn nha, tính nhắc giùm luôn đó. Tắt giùm miếng nhạc rồi đó. Cảm ơn anh. Dạ dạ. Đây rồi, có liên hệ với anh Ngọc nha. Bù lông phụ tùng rất là nhiều. Thêm dãy nữa chú. Cửa hàng rất là nhiều luôn. À. Dạ dạ chị. Vậy là thôi em quay cho chị bán đắt nha. Dạ. Anh em gần xa nào đó muốn sửa chữa máy móc rồi đó, phụ tùng được có đầy đủ thì ghé. À. Đây. Rất là nhiều nè, mình sẽ đi tham quan một đoạn thôi nha. Rồi mình sẽ đi vô chợ nông sản. Chợ này làm em liên tưởng đến chợ An Lạc của chú ở trên Cần Thơ. Chợ An Lạc cũng buôn bán máy móc rất là nhiều luôn. Cô cũng bán máy móc đây nữa nè. Cửa hàng của mình là gì cô? Cửa hàng của mình tên gì? À Long đó cô. Đây. Cửa hàng Long nha. Cũng bán phụ tùng máy móc đó đó. Rồi cảm ơn cô nhiều. Ở đây là mình đi ra đầu chợ thì sẽ gặp lại bản chợ nha. Đây. Đó. Đây. Rồi thôi, giờ mình đi lại khu vực cũ. Xong rồi mình đi tham quan chợ nông sản nha. Rồi con đi cô ơi, cảm ơn cô nhiều. Các loại phích tông rồi bánh găng rồi con ốc rồi dây xích rồi nói chung là đầy đủ hết đồ cơ khí á. Thôi con đi Út ơi, cảm ơn Út nhiều nha. Đi luôn nha chị. Dạ. Dạ. Hả? À vậy đó hả? À kèm bấm ha, chị thì chuyên bán kèm bấm nha. Thật ra thì mấy lâu nay mình quay cá thịt đồ rất là nhiều rồi.
Hôm nay mình quay phụ tùng tí xíu ha. Dạ, vẫn quay chủ đề chính là vẫn là nông sản cho bà con xa xứ xem. Nhưng mà tại vì sẵn ghé vô chợ phụ tùng luôn tí vậy đó. Dạ. Thì cửa hàng của gia đình anh Quy. Dạ. Ở trên Cần Thơ cũng có cái dãy bán anh em bán đồ phụ tùng á. Dạ, An Lạc á. Dạ. Dạ, vậy queo luôn kìa Ngọc. Dạ rồi à, chị. Mới qua xong rồi. Đây là vợ của anh Quy. Chị Quy đi ha. Chị Quy bán kèm bấm đồ này, các loại kèm. Anh chị em nào mà muốn liên hệ mua kèm thì ghé chị nha. Đi luôn chị ơi. Đây. Đó, bây giờ mình đi ra phía ngoài. Dãy này thì ra khu vực của chợ nông sản. Đây có chị ra bán cá đồng. Em chào chị. Em mới bán đất hàng nha chị. Dạ. Hả? Dạ quay cảnh vợ. Đây. Còn đây là người chị với người anh. Cái này bán nước cốt dừa nè. Đây. Đây. Dạ. Chị bán liên tục luôn nha. Quay nước cốt dừa đó. Dạ. Đang ở đây có 3 công đoạn, một công đoạn xay, công ép, ra nước. Cuối cùng là lấy nước cốt dừa nha. Dạ, cái này kho thịt. Thịt rất là ngon nha. Nước dừa này kho thịt ngon lắm nè. Nước dừa già kho thịt rất là ngon. Quá trời nhiều luôn. Rồi em cảm ơn nha anh. Dạ. Rồi anh. Em cảm ơn nha chị. Dạ. Dạ cảm ơn chị nhiều. Đúng rồi đó. À, đây có cửa hàng gạo. Một chai. Quần áo. Ở đây có bán đồ chai nè cô chú. Đồ chai hả chị? À đồ mặn hả? À dạ. Cho em quay đi xíu nha. À đây. Đùi gà chiên. À, với chả chiên. Ở đây thường chị bán hộp gì là bao nhiêu? 30 hả chị? Dạ. Đây, cảm ơn chị nhiều nha. Ngày mới đắt hàng hả chị? Dạ. Quần áo nè. Giờ qua đây đi nha. À, đi lên đây đi chứ quên. Này vậy mấy anh em bán nhiều lắm nè, có gạo mấy cô bán. À. Cô đây. Này cũng có một dãy bán đồ ăn vặt. Sẽ đi lên hả? Dạ lỡ trúng rồi. À, đây có chị gái bán đồ ăn giặt ngon quá. Chị cho em quay đồ ăn giặt tí xíu nha. Cho em quay đồ ăn giặt tí xíu nha. Đây. Có đậu đen rồi đậu trắng, nước cốt dừa, bánh bò thốt nốt. Và cái này chưa có nước cốt dừa đúng không chị? Còn bọc chia bao nhiêu vậy? 5.000 hả? Dạ. Để lấy em một bọc đi. 7.000 nước dừa. Dạ. Để nước dừa riêng cho em nha, chúc em ăn nha. Dạ.
quay kênh anh kênh gì? Dạ kênh của em là miền Tây Sông Nước anh. Miền Tây Sông Nước hả? Miền Tây Sông Nước là chị bán đồ chứ đi chị. Dạ bảo có chứ. Vậy đó ha cô. Ngày nào cô cũng ăn luôn á gì? Dạ. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. À vậy đó, cô ăn có nhiêu đây hả? Ngày nào cũng ăn luôn này quốc kia. Thôi giờ con tặng cô thêm bọc nữa nha. Dạ, được rồi, con ăn đủ rồi. Cảm ơn cô nha. Dạ dạ. Con về thì bắt con coi. Dạ dạ, cảm ơn cô nhiều. Miền Tây Sông Nước, cảm ơn cô nhiều nha. Đây. Bán chị chơi nước nè cô chú. Mình đi hết mấy tiệm chè trên An Giang rồi, hầu như tiệm nào cũng bán 5.000 rất là rẻ luôn. Yeah. À, rất là ngon với bánh lọt cái này cô chú. À. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha chị, cái này để riêng là chị em mua rồi dứt điểm này để ở góc. Rồi cảm ơn nha. Này cái dãy trái cây cô chú. Dạ YouTube chị. Em ở Kiên Giang. Ở Kiên Giang hả? Dạ. Qua wow, cái mâm dâu của chị bán đẹp quá. Em quay tí xíu nha. Quay đi em, quay đi. Dạ. Em ở Kiên Giang hả? Dạ. Có thấy em quá hả? Đây. Em là đầu tiên ghé chợ mà. Dạ. Dạ. Dâu quá trời đẹp luôn. Ủa đang nghe em đó, cái cây chị bán cũng sắp cũng rất là đẹp nữa nè. Anh ơi, thằng Đăng anh có phải xài đồng xứ không? Ai? Thằng Đăng của anh á. Đâu có. Có phải đồng xứ không? Không, dạ không. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Vậy đó hả? Đây. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị nhiều nha. Đây. Này chị đã bắt đầu hả chị? Đây. À, lấy cái đó cho em đi, em trả tiền chị. Chị ơi. Đây chúc chị mà ăn chắc như mà bắp rồi đậu luôn nha, thành công luôn nha. Cảm ơn nhiều nha Duyên các cô đã. Dạ. Rồi. Dạ. Ở được rồi, được rồi, được rồi. Không à. Cô muốn thở không anh à, cô muốn nhận à. Tại vì nó đậu. Rồi rồi. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Đây đây. Lấy em bảo y chang vậy đi. Rồi cảm ơn chị nhiều. Thôi được. Rồi cảm ơn chị. Rồi rồi rồi. Không có đưa tiền rồi. Cảm ơn chị. Nè của em bọc nè. Bỏ chung với cái đó đi. Này em gửi chị nè. Thôi có duyên lấy thêm bọc nữa đi nha. À, là trước sau là em trả tiền chị đủ nha. Không có đem đi tặng. Lấy một bọc lẻ. Vậy đi ha. Rồi đó cái đó của em để riêng góc đi. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Đó. Đây mình mới được chị gái tặng dâu nữa. Miền Tây Sông Nước. Hả? Miền Tây Sông Nước chị. Miền Tây Sông Nước hả? Dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Không sao dạ. Cảm ơn chị. Dạ dạ. Đây, nghe chị bán tiếp này một chút. Giờ mình sẽ đi vòng quanh lên tí nha. Mình sẽ đảo ngược dòng xuống dưới lại đi xuống dưới chị dễ chờ dưới nha. Chị gái bán cá chị. Cá gì chị? Cá rô với cá lóc nha. Dạ cho quay cá xíu nha. Dạ cá chơi hả? À cá chê hả? À. Cá sặc nè rất là nhiều luôn. Đây mình chỉ cần lội lên phía trên đó, đó đi thêm tí xíu đó là mình sẽ thấy nha. À, dãy chợ đó nè. Rồi cảm ơn chị gái nhiều nha. À. Đây có bán đồ ăn giặt nữa nè cô chú chị. À. Dạ cảm ơn anh. Hả? Không chịu hả? Không chịu. À dạ dạ rồi anh không chịu nha. Dạ dạ. Anh bán gì đó vậy? Vậy đó hả? Dạ. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chị kia quay hộp dịch hả? Chị kia quay hộp dịch hả? Dạ.
Nè, chị gái bán hầu vịt nè. À. Cảm ơn anh trai bán gì vậy? Không nhớ tôi hả? Hả, không nhớ lâu quá. À, cái sáng hả? Hai này mới gặp nhau đúng không? Kế bên bán chiếu chiên đúng không? À dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Nay có duyên gặp lại anh nữa. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Đây có chị gái bán trứng nè, bán rất là đắt nha. Tặng chị nè. Các bạn ơi. Làm cho đậu với chắc nha. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chị. Đây. À, đây trứng rất là nhiều nha, chị bán nè. Dạ, vừa đậu vừa chắc ăn như bắp nha chị. Đó. Vừa đậu luôn nha. Dạ. Cảm ơn anh trai nhiều luôn nha. Chị hồi nãy ông kêu tôi nói chuyện với tôi. Rồi rồi rồi, cảm ơn anh. Rồi thôi em đi nghe chị, khỏe nghe chị. Dạ dạ. Đây vậy trước này cũng bán nè cô chú. Đây có mấy anh chị bán tiếp nữa nè cô chú. Đây đồ tươi nha. Con trai này bán cá mòi. Dạo đó. Dọc dãy đây thì có mấy anh chị cũng bán. Chị, ngày mới bán đất hàng nha chị. Dạ. Dạ, chị bán ổi ruby ha. Ruby, ổi lê. Ổi lê với me này có khách rồi kìa. Con me với chuối nè cô chú. Đây mình vừa mới hỏi có ổi khách mua rồi kìa. Không mơ. Chị có bán chuối này lạ quá ta. Chuối chú bơm á chị? Chuối cao lửa. Cao lửa hả? Dạ. À. Đầu tiên mình thấy cao lửa luôn á. Rồi. Dạ rồi, thôi em cảm ơn chị nhiều nha. Thì chị còn buôn bán nữa. Cảm ơn chị nhiều. Đây có mấy anh chị bán tiếp nè cô chú. À. Xôi nè cô chú. Đây, bên đây thì bánh mì sữa, có mít, có bắp. Đây. Thôi vậy mình lên phía trên nha. À, lên phía trên luôn. Có mấy anh chị bán nè. Có bánh. Đồ tươi. Bánh kẹo. Bây giờ mình đi dậy xuống dưới nha. Đi nha chị. Dạ dạ. Dạ được rồi chị, em đi di chuyển liên tục rồi. Đây có anh trai bán qua trời này vẫn kẹt xe nữa nè cô chú. Bây giờ mình cùng nhau trải nghiệm kẹt xe tí xíu nha. Đây. Đây. Đi lên từ 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 nè. Cái gì vậy? Vậy đó hả? Cho em quay cái nha. Dạ. Cái nhái.
cá lèm kèm nha. Dạ. Vì bên này chị có bán cá dứa nữa nè. Dạ. Ngày mới bán buôn đắt hàng nha chị. Dạ, gần hết rồi, giờ này gần hết rồi còn mấy con nữa. Vậy đó hả? Cảm ơn chị nhiều nha. Đây mình bán giá tại giá tỷ mà. Vậy đó hả? Bây giờ cho em hỏi luôn đi, cái này là chị bán cho khán giả anh biết luôn nha. Cái này chị bán ra là bao nhiêu cho khách? Bán gà nha, bán gà. Bán gà ha, 130, 130 cũng quất hơn. Dạ, cái này. Này là 150, 140. Cái này như chắc một cái này hai nắng này, hai ba nắng. Hai nắng không à, không được thấy, không được thấy đâu có hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Chị bán chị chợ gì hay là bán cố định? Hả? Chị bán ở đây cố định luôn vậy? Chợ. À, vậy đó hả? Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Cái đó là bỏ giá sỉ đó. Dạ. Thí dụ như muốn mua sỉ thường mua ở đâu, liên hệ chị á. Người ta mua tan được, người ta xin số điện thoại nữa, người ta điện. À, vậy đó hả? Rồi, rồi. Cảm ơn chị nhiều. Đi nghe chị, cảm ơn nha. Dạ. Bấm vô miền đây xong nước chợ rồi chị. Dạ. À. Đây. Rồi xôi nữa. Có chị ra, có cô đã bán xôi nữa. Cúm dẹp có gì cô? Hả? Cúm dẹp hay xôi? Xôi không à. À vậy đó hả? À, tấm dẹp. Để hết con rồi. Cho con quay cái nha. À quay đi. À, cô bán xôi. Xôi đậu. À, một hộp với bao nhiêu vậy cô? Đó 5. 5 ngàn hả cô? Dạ. Để con hộp đi. Lấy con một cuốn xôi. Chị tặng con ăn hộp. Hả? À, dạ thôi thôi con phải lấy tiền mới được. Không được không được. Trời ơi, bữa nay cô gặp cô sẽ lợi gọng gãi cho mình một hộp này nhưng mà mình không lấy được. Nè con gửi tiền nha, 5 ngàn một bà một hộp. Chị ăn 5 hả? Dạ, hơi kẹt xe. Cô thứ mấy vậy cô? Chị thứ ba con. Dạ, chị thứ ba ha, dạ. Chị ba gọng gãi nha. Nè con gửi tiền chị ba nè, lấy con hộp đi. Lấy đậu thôi, khỏi lấy ở đó gì đó, lấy cái đó đi. Dạ dạ. Để vừa đường không? Để ghi cho con được không? Chúng con mới ăn á. Ờ, chúng ăn thì để đường ghi. Dạ dạ. Chị ba tặng con ăn đi. Thôi thôi, lấy tiền nữa mới được, kỳ lắm. Đây nè, nó. Có đến Mỹ Phước ghé ủng hộ cô nha. Dạ. Đây cô gì giá lộn gì gì mấy quên rồi ta? Dì thứ ba. Dì ba cũng gái. Tính tặng cho mình hộp xôi nữa nhưng mà thôi con gửi tiền nha. Nè đây nè. Quá trời kẹt xe rồi. Dạ dạ vừa yên đi. Có áo đi mấy trăm ngàn. 200 hả? Tặng ngàn luôn. Tặng hả? Quá trời ông gái rồi. Đó. Chị giúp tặng lại. Quên trước phải con tặng gì không? Hả? Trước con không có, con mới ghé đây lần đầu. Dạ. Đây con gửi tiền nè, đó. Đây. Rồi đây 5.000 đây. Rồi, rồi con cảm ơn nhiều nha. Đây, rồi thôi con di chuyển nha. À. Dạ, cảm ơn dì ba nhiều. Đó, dì ba đây nè, đây dì ba đây. Rồi, con gãi lắm. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Thôi con di chuyển nha. Dạ. Đây, bán đồ ăn sáng luôn chú. Có nhà trẻ hả ta? Đây, sáng nay em gửi xe ở đây nè. Đây là bãi em giữ xe đó. Đến chợ Mỹ Phước có thể gửi xe tại đây nha. Đây, ở đây là quán cà phê nữa nè. Dạ. Đây có quán cà phê. Rồi. Đây là cá nhân xin phép quay tí xíu nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Tại vì có đến Mỹ Phước thì ghé đây gửi xe nè. Dạ. Rồi, cảm ơn anh trai nhiều. Ok, cảm ơn mấy anh chị nhiều nha. Đây. Dạ. Kênh của em là miền Tây sông nước chị. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ bữa nó lên chị. Dạ. Về làm nhạc đó chị, về làm nhạc vòng vô. Dạ. Rồi thôi em di chuyển nha, để chỉnh cho mấy chị đẹp cả hoa hậu. Ha, chỉnh cho mấy chị mới đẹp mới được. Dạ. Yeah.
Đây. Đó. Rồi tiếp tục đi chợ tiếp. Chợ này thì liên tục luôn. Bán tiếp nha. Còn cho cô nè, ăn xôi nha. Rồi con cảm ơn cô. Cứ ăn đi. Con sáng đi nha. Mấy anh chị bán tiếp nè cô chú. Đây, kẹt xe nha. Riêng mình thì mình thích cảm giác này hơn, chợ lúc nào cũng đông đúc. Bây giờ ré thì cũng được nhưng mà nó hơi chậm tí. Mấy anh chị bán buôn thì nó hơi khó. Đây giày dép. Cái cây này đúng không? Mấy chị chăm coi. Mấy chị bán 200 mấy trăm ta. Chị cho quay cá nghe chị. Quay rồi cá 20 ngàn nữa coi. Đây chị gái bán. Đây cá là chị bán nè. Đầy đủ hết luôn. Cái này là ok đó bù ơi. Đây có cá ướp nè. Xả ướp. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn đất hàng nha chị. Dạ. Đi quay cái gì? Đó. Đồ dùng gia đình nè cô chú. Đây đồ tươi. Đây. Chị gái bán tép với tôm. Cho quay cái nghe chị. Không, cả. Dạ dạ. Cảm ơn chị. Đây có mấy anh chị bán tiếp nữa nè. Cá đó cá gì vậy chị? Cá kết hả chị? À, sao nãy giờ em lộn cá kết với cá cá giống như cá gì quên rồi nãy em thấy cũng giống giống vậy. À cá chèn đúng rồi. Em giống dạ chị. Đây cảm ơn chị nha. Cá kết này chị. Sáng nay có người nói chợ này nhỏ hơn chợ Mỹ Quý nhưng mà mình thấy chợ cũng đông đúc lắm nha cô chú. Nhỏ nhưng mà đông đúc liên tục luôn. Không quay qua trở lại với ông quay phim. Dạ đây. Đó vậy mấy anh chị bán rồi em cảm ơn nhiều nha chị. Dạ chị ơi cảm ơn nhiều nha chị. Dạ đây chị đang còn muốn bán nha cô chú. Cá ngừ. Đây là cá. Đây, bên đây. Đây cũng có một dãy bán có đồ ăn sáng, có bánh tầm. Cô bán bánh tầm hả? Cho con quay bánh tầm với nha. Dạ. Tầm này ấy, quay kia. Vậy đó hả? Để con quay cho cô bán đắt nha. À dạ. Hôm nay con ghé chợ Mỹ Phước. Đây cô bán bánh tầm nước cốt dừa nè. Lần trước mình cũng ghé Mỹ Quý cũng có ăn bánh tầm nước cốt dừa. Cô bán bánh tầm nước cốt dừa xíu mại. Ồ, cô có bán bánh truyền thống nữa hả? À, bánh bò, bánh chuối, bánh khoai mì. À, dạ.
ai có đến ghé Mỹ Phước thì ghé ủng hộ cho cô nha. Đây bán bánh tầm nè, bánh tầm, dạ, nước cốt dừa. Đây. Dạ, rồi thôi, hẹn coi di chuyển nha cô, cảm ơn cô nhiều nha. Cô chú, đây còn mấy anh chị bán cá đồng. Cá đồng nhiều hả chị? Dạ. Có cua nữa kìa. Dạ lên YouTube quay cảnh chợ. Dạ. Cho em quay mấy con cua nha. Rồi. Này, cua nè cô chú. Bấm sao lên. Dạ bấm miền Tây sông nước chị. Dạ. Đây. Đó, cá lóc nè. Cá rô. Chị bán cũng gần hết rồi ha. Dạ. Vậy là mừng cho chị. Quay mà đi quay chợ mà bán gần hết là mừng rồi đó. Này. Cá sặc nè. Quá trời to luôn. Sạch nó hiểu nháy. Dạ. Buổi sáng ở đây nhóm chợ sớm không chị? 6 giờ nè. À 6 giờ nha. Cũng trễ. Hết nhiều rồi. Hết bán đủ thôi. Cô đi chắc bên đây bán nước mắm quá. Này nước mắm hả cô? Này nước mắm nhà làm hả? À, con cá linh nha. Cái này nếu mà khán giả con cho con hỏi tí xíu giá là cái này nếu mà cô bán ra là một chai là bao nhiêu cô? Nhà làm. À, lúc 40 ngàn. À dạ. Mắm cá linh ha. Ai có đến chợ Mỹ Phước ghé ủng hộ cho chị gái nha. Đây. Đó, bán nước mắm rồi bán luôn cá đồng nữa nè. Cá đồng. Đây cua xay nè. Vậy này hiện tại là gần 9 giờ nha cô chú. Dạ. Nhưng người dân Mỹ Phước vẫn còn đi chợ rất là đông nè. Quay vậy là sao ạ? Dạ con quay cảnh chợ cô ơi. Có quay vậy là cho bạn. Dạ. Con chỉ quay cảnh chợ thôi. Dạ. Rồi. Đi cô ơi, đi chị ơi. Cảm ơn nha. Bán nem nướng bánh mì nè cô chú. Nó tươi hay chị? Dạ. Em mới bán đắt hàng nha. Dạ. Dạ. Em quay cho chị bán đắt nè. Này đồ tươi chị bán nè. Là nhiều luôn. Đó. Rồi đó có khách rồi đó nha. Em vừa ghé đó. Rồi hai em đi về. Cảm ơn chị. Chị gái bán bắp nổ nha. Dạ. Cái đó bịch sống 40, bịch sống 20. Cô chú. Chị bán cá, khô. Cá lóc với cá đồng. Đây thì có ăn bún. Đây thì mấy anh chị bán tôm. À, đây. Chào chị. Đây, đẹp quá. Cho em quay cái nha. Bánh đậu xanh, có trái ớt, trái cà, trái đu đủ, xoài rồi ha. Cái này một hộp gì chị bán bao nhiêu? 20 ngàn. Vậy đó hả, hộp gì 20 ngàn đó ha. Lấy em hộp đi. Bánh đậu xanh luôn. 20 ngàn hộp, 20. Chạy cách chưa đi. Hai chục bao nhiêu? Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Chị bán ở đây lâu chưa? Mới bán. Vậy đó hả? Ừ. Sáng nay em đi thấy là thấy chị bán mới ăn cái này. Dạ. Tại dạ. Chị gái nè. 10 ngàn một bọc. 10 ngàn. Cái này là chủ yếu là đậu với cái da mình là bột hả chị? Gâu câu hả? Ủa
chứ đó em tưởng à vậy đó hả? À xưa giờ mình thấy rất là nhiều, mình cứ tưởng đây xưa giờ em cứ tưởng ở đây á là chị mở giùm em lăn thử một cái bằng góc thôi, bằng góc. Mời khán giả của miền Tây sông nước ăn thử miếng nha. Miền Tây sông nước cũng ăn thử coi. Ủa lạnh lạnh hả ta? Cái cùi ăn được không? Được, cùi bỏ. Cùi bỏ. Có tâm cái gì trong đây? Cái tâm. À vậy đấy ha. Đây, đây mời khán giả cùng ăn với miền Tây sông nước nha. Đây, cái này trái cà hay gì? Dạ. À có bột, đúng rồi. Xanh. Xanh đường sữa không? Dạ, với lại câu câu thì bao quanh à. Rồi đây. À cái tâm sao chị à, dạ. Rồi vậy cái này bỏ nha, này không có ăn được. Dạ, này, để đây chị. Rồi thôi em di chuyển nha, để chị còn buôn bán nữa. Chúc chị gái bán đắt hàng với lúc nào cũng vui vẻ nha. Sống vui vẻ là sống bền. Dạ. Giúp cái đó giùm em nha, để khai gác kỳ đó. À. Cô chú. Cô chị gái cũng mắng khô nè. Có mận nè. Đây có chị gái bán bánh. Dạ bánh nha. Này, cho em quay bánh nghe chị. Dạ. Rất nhiều loại bánh luôn chị bán. Này, bánh kẹp, bánh sandwich, các loại bánh ngọt rồi nè. Này, đậu phộng nữa. Đường nữa nè. Chị chủ yếu là chị bán tại chợ luôn hả chị? À dạ. Này muốn ủng hộ chị tiếp một phần nha. Cái này bao nhiêu vậy chị? Cái đó 10 ngàn. Ờ thì lấy em một bọc đi. Cái này đậu phộng ngào đường. Này sẵn cho em gửi này luôn đi. Chú em quay lại lấy. Em trả tiền nha chị. 10 ngàn hả chị? Đây chị. Thường thường nào suối em quen người suối trước á. Chị bán ở đây lâu chưa? Bán lâu rồi. Dạ. Dạ không có gì. Thì cái này nhỏ em gái em nó thích lắm. Mua gì cho nó ăn. Ở đây chủ yếu là bán chị chợ hả? Chị bán chị chợ hả? Không, bán hàng ngày. À hàng ngày luôn ha. Đây, rất là nhiều là chị bán nè. Tôi đến Mỹ Phước thì ghé ủng hộ chị nha. Chị bán cố định tại đây đó. Đây, các loại bánh nè. Loại hạt này, bánh gì? Cơm cháy trà bông. À, các loại bánh. Đây. Rồi thôi em di chuyển. Chào chị nha. Mấy anh chị bán tiếp nữa cô chú. Chị. Trái cây hả chị? Dạ. Đây. À, sao? Bình thường nào suối tôi quay người suối trước. Đây có ông anh bán trái cây nè. Dạ. Đó. Dạ. Đây. Đây có mấy anh chị bán cái này nha. Đây có mấy anh chị bán cá tiếp. Chị gái bán cá nè. Chị. Dạ, đây chị bán này nha. Ủa sáng đứng ở đây phải không ta? Đứng có chỗ em đứng để quen bé nhỏ nhỏ. Đây dạ. Đây chị bán này nha. Thì mới bán đắt hàng nha anh. Dạ, đông khách nha. Đây cá lóc nè. Ô đu đủ nhìn đẹp quá. Chị bán đây lâu chưa? Lâu rồi chị. Vậy đó hả? Được nhiêu năm rồi chị? Bán này cũng 16 năm.
Dạ dạ, đây chị bán hàng. Có đến chợ Mỹ Phước thì ghé một anh chị nha. Rồi thôi, cảm ơn anh trai, chào anh trai nha. Dạ. Cô để bán chuối rất là nhiều luôn. La là của Đức. Đây thì cuối chợ rồi. Chung chợ này là sáng nay em đi thì ghé thì cũng hơi khó, tại vì lý do là bán đồ cũng sát với đường đi á, nên mỗi lần ghé mỗi lần cũng hơi khó một chút. Đây. Có chị gái bán bánh bông lan nha. Đây. Sang nói chuyện cũng vui với chị lắm. Ngày mới bán đắt hàng hả chị? Dạ, thì bánh bông lan nhớ cô Lệ Thủy nè. Đây bánh bông lan nha. Rồi ca đây chị. Dạ. Ủa chị đang lặt cái gì vậy? Giống atiso quá ha. À, đúng rồi đó, nó nè. À dạ. Đây. Atiso nè. Đây, chị gái nghe có đến chợ Mỹ Phước thì ghé ủng hộ chị nha. Rồi, đây. Rồi. Đang nướng bánh bông lan. Bên đây thì cũng có chị gái đang lặt atiso luôn nè. Đây. Món khoai lang. Đây, ổ atiso. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ chị. Có đồ la nè cô chú. Đây. Nhưng mấy anh em bán đồ quần áo nè chú. Bán bún cá hả chị? Kênh của em là miền Tây sông nước. Dạ. Rồi. Rồi gọi là cảm ơn vừa nước vừa xong quá phải không? Đang cá nhân, đang cá nhân, đang cá nhân. Đây có anh trai bán cà phê nè. Cho mày cà phê cái nghe. Vậy đó hả? Dạ, đây cà phê nè nha. Đó, đây sau lưng em là mấy anh chị đang uống cà phê nè, buổi sáng. Dạ chị, cá nhân sao? Dạ tại chị đang nói chuyện cá nhân chưa quay được. À vậy đó hả, cô gái chào. Cô gái miền Tây. À miền Tây. Dạ. Ăn bánh tằm. Dạ bánh tằm. Mời cả nhà ăn đi. Dạ cảm ơn nha. Ăn đi. Wow. Ủa ở đây uống lần là ca không chứ đâu có ly hả? Ở đây uống ca không mà thấy hai chồng họ ca mà chơi bà vô đây. Vô đây vô. Vô đây vô đây. Rồi một hai ba vô. Hay quá, cảm ơn cả nhà nhiều nha. Cho cá bánh bông lan nè. Dạ rồi là nhận luôn, lấy lọc là lặn liền. Một cái thôi, một cái thôi, một cái thôi. Dạ. Em ở Kiên Giang chị. Rồi rồi. Dạ rồi. Rồi. Dạ. Bình thường không có gì hết, đó là chuyện bình thường. Dạ. Đang ngày nên hơi khó nói. Thì có chị gái đang may đồ. Dạ, chị kéo mặt lên đi chị. Dạ. Dạ may ơi. Còn cái chị đó sao không mở cửa trang ngay cho người ta thấy. Ừ chị là trong cái hội. Tại vì chị đi đâu có tiêu rồi trời. Đây là đầu tiên em ghé Mỹ Phước luôn. Sao mà trả gì á. Lần trước em ghé cái sao cái sắn với thì Mỹ Quý. Rồi bữa nay em ghé Mỹ Phước. Mỹ Phước ngày mai lên Mỹ Long. Với lại Mỹ Long có không? Có, đây ở đây là Mỹ Phước rồi nên nó Mỹ Long rồi. Mỹ Long nữa, vô cái chân nào chợ nổi á. À, chợ nổi. Dạ. Cái đó nữa là Mỹ Bình. Dạ. 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 Mỹ Hòa. Còn đây là Hòa Mỹ á. Dạ Hòa Mỹ. Dạ, miền Tây sông nước chợ bấm vô chợ cái sắn trước đi. Coi vài bữa chứ ha. Vài bữa nó hả quay vô chợ Mỹ Phước tại vì em về làm nhạc rồi nữa. Lòng nữa. Dạ. Cái này là phần thô á, mình về mình làm thêm nữa. Chỉnh cho mấy chị đẹp lên ha. Của em clip gì vậy? Clip miệng nó sông nước. À, dạ. Rồi. Thôi vậy em cảm ơn cả nhà nhiều nha. Để cho cả nhà còn giao lưu với nhau nữa. Rồi. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Vui vẻ nha. Cảm ơn em. Dạ dạ. Niềm vui của miệng nó sông nước đối với một cái chợ thì miệng nó sông nước có hai niềm vui nha. Thứ nhất là quay được cảnh phim đẹp. Thứ hai là gặp những anh chị vậy nè, rất là vui. Đó. Đây.
Đây. Đó, đây là hết chợ rồi nha. Này, còn chị bên đây thì bán mít nè. Mình tính ghé. Ghé chị tí nữa đi rồi mình về. Đây. Cảm ơn chị gái nha, sáng cũng giao lưu vui lắm nè. Sáng nói chuyện cũng vui, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, ngày mới bán đắt hàng nha chị. Chị bán xoài nè, ổi nè. Rồi rồi, cảm ơn nhiều. Không khô bên đây. Anh cho quay khô nha anh. Dạ. Cái con cá chét này cô chú. Chưa lù đù. Mang cá lóc nữa nha. Sưởng. Này đúng chuẩn khô luôn nè, lót với giấy báo luôn cô chú. Khô mình hay lót với giấy báo nữa sẽ êm hơn. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Khách hàng nha. Rồi qua đây cảm ơn chị gái bán mít cái đi, rồi mình kết thúc clip nha. Chị ơi, cảm ơn chị nhiều nha, nãy giờ đông hàng đông khách quá chưa nói chuyện gì được. Dạ. Này, chị bán mít nè, đang lột mít nữa. Dạ. Đây rồi thì đến đây thì cũng hết chợ nha cô chú. Miền Tây sông nước cũng kết thúc clip tại đây nha. Để đứng vào góc này đi kết thúc clip luôn. Dạ. Cuối clip thì Miền Tây sông nước xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú nha. Các anh chị và các bạn đã đón xem clip ngày hôm nay của Miền Tây sông nước. Những thước phim rất là đẹp về một ngôi chợ, đó chính là chợ Mỹ Phước nha. Chợ Mỹ Phước hay còn gọi là chợ Phú Tùng nữa. Đây, đứng vô đây cho nó mát tí đi. Đó, chợ đông vui lắm. Đó, đi liên tục luôn. 7-8 giờ mới có khách đông. Đặc biệt là bán phụ tùng rất là nhiều. Anh em nào ở gần xa mà muốn mua phụ tùng á, các loại cơ khí á, thì có thể ghé tại chợ. Nếu có dịp đi ngang. Vậy trong thì bán em thấy bán đồ đồng cũng khá là nhiều, cá đồng. Dạ rồi thì mình đã sân nước xin kết thúc tại clip tại đây nha. Và cũng rất là mong cô chú anh chị và các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like nè, chia sẻ bình luận để giúp cho kênh của mình tại sân nước ngày càng phát triển hơn nhé. Dạ rồi, xin chào nha, xin chào. Bây giờ em ra bãi xe lấy xe với lại lấy ít bánh đi trên đường ăn tiếp. Rồi à, tiếp tục cuộc hành trình. Gần đây luôn hả chị? Gần đây luôn hả? Rồi nha, em cảm ơn cả nhà nhiều nha. Chúc cả nhà vui vẻ, lúc nào cũng mạnh khỏe nha. Dạ, YouTube là Miền Tây sông nước hoặc là đây đó miền Tây nha. Dạ. Cái nào cũng được hết. Dạ, em có quay chợ hết lần rồi. Dạ. Dạ dạ. Ủa chú, nếu mà đúng ra là chợ Đập Đá hay là chợ Tân Hội có trước chú? Cái nào có trước? Ồ, đây có mấy chị bán. Dạ chị, bán đắt hàng nha chị. Dạ.
chị gái bán xôi xong rồi. Bán xong hả? Bán xong hả chị? Dạ, vậy là thằng may mắn quá chừng luôn. Dạ. Thời buổi giờ mà buôn bán được mà nói hết hàng là em mừng lắm á. Dạ. Thời điểm này á, chị gái bán xôi xong rồi. Sắn, xoài, có ghi giá đầy đủ luôn nha. Súp gà bán được không anh? Chắc chạy chợ quá, anh đi chợ bán cái gì? Dạ. Anh đi chợ bán hay là anh bán cố định? À dạ. Đây các cô, hình như đợt trước cô bán mực đúng không? Dạ con chào cô, con nhớ con đúng không? Dạ con cảm ơn nhiều. Đây chú Quỳnh khách hàng bán giờ ổn không? Đây bán chị chợ thường hay là bán cố định? Bán từ lúa chợ nha. Ví dụ như chợ nào để biết anh em ghé ủng hộ? Chợ mai em đi chợ này mốt đi chợ kia. Đây cây dương có không? Phi thông có không? Rồi đâu nữa ta? Hội Sơn tư chợ gà. Chợ gà bán rồi Sơn. À dạ. Dòng Duyên hình như chơi gà tôi có gặp không? Anh là bạn với giọng hủ nha. À, giọng hủ mà. À dạ. Anh đây. Rồi đây là chơi dễ hết luôn, tôi chơi con gà luôn. À gà đấy nha. Gà nướng nha. Em quá bạn. Chứng tỏ là anh bán đắt hàng. Đây là để cho nó gáo nước ướp đó. Quanh hết luôn hả? À. Cái này nghe đây nãy giờ em đi từ trên chợ xuống dưới đây em thấy nghe nói còn chúng số đặc biệt không luôn. À dạ. Em chúc anh chiều nay chúng nha. Rồi. Dạ. Đóng cửa luôn, vô mua quá trời mua đóng cửa luôn, không bán luôn. Ào vô vậy. Vậy hả anh? Dạ. Dạ hỏi ồ vô mà đứng cái bàn vô mua. Thôi nó đóng cửa luôn. Dạ. Nói dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn, rất là vui khi gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Ngày mới thì em xin kính chúc cho khán giả gần xa có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười nha. Hiện tại thì em đang có mặt tại Tân Hiệp nha cô chú, đây là huyện Tân Hiệp, cụ thể hơn đó chính là ở xã Tân Hội. Hôm nay có dịp quay lại chợ Tân Hội nè cô chú. Đây là phía trước chợ Tân Hội nè, hướng đi vô chợ. Thời tiết hôm nay rất là đẹp luôn. Cũng khá lâu em mới quay lại Tân Hội. Không khí ở đây rất là nhộn nhịp nha cô chú, hướng đi vô chợ nè. Chắc cũng có lẽ là gần em nhớ lầm là như là cuối cuối mùa nước nổi thì em đã đến đây. Hôm nay em đi đến chợ Tân Hội bằng hướng này nè cô chú. Ở đây thì mình sẽ đi thẳng đến tuyến đường Xuyên Á nha cô chú. Dạ. Để đến được chợ thì từ đây đến cầu Rạch Giá 2 trên đường Xuyên Á thì tầm khoảng 11 cây số nha cô chú. Dạ. Dọc tuyến đường này thì mình có thể đi về An Giang được nha. Cụ thể hơn đó chính là chợ Thoại Sơn. Chợ Thoại Sơn thì ở đây cách khoảng tầm 22 cây số nha cô chú. Dạ. Đây là hướng mình sẽ đi về chợ Thoại Sơn nè. Đây hướng này mình sẽ đi về chợ Thoại Sơn nha, 22 cây nữa mình sẽ tới chợ. Nè cô chú. Rồi, đi cà phê. Mấy ly gì ạ? Nãy có anh trai kia nói là tầm khoảng 5-6 cây gì đó, mình đi thẳng lên hướng này á, mình sẽ có một cây cầu đi qua. Thì sau khi đi qua cây cầu đó mình có thể đi về đến Tân Hiệp được nha. Này, người dân đi qua lại rất là đông, nhộn nhịp luôn. Dù hôm nay là ngày thứ đó, như em thấy. Đây là một góc khác của chợ Tân Hội em đang đứng nè. Mấy hôm trước thì em ở trên Cần Thơ về tham gia lễ hội bánh dân gian cũng khá là mệt.
Ở đây còn có một cái tên gọi khác đó cô chú, hình như em nhớ không lầm đó chính là chợ đập đá nha. Hôm qua em tìm trên Google Maps đó, thì Google Maps nó không có hiển thị là chợ Tân Hội nhưng mà nó hiển thị là chợ đập đá. Để tí xíu nữa em hỏi mấy anh chị ở gần đây thêm coi cái tên nào có trước nha. Và em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả gần xa đã dừng chân tại clip ngày hôm nay của em. Cảm ơn khán giả gần xa rất là nhiều và cũng đã ủng hộ cho kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Mặc dù ngoài kia có rất là nhiều sự lựa chọn luôn nhưng mà khán giả gần xa vẫn ủng hộ cho kênh của em. Em cảm ơn thật là nhiều nha. Và hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like nè, chia sẻ bình luận để giúp cho kênh của em càng phát triển hơn nhé. Dạ rồi, bây giờ là hiện tại bây giờ là 7 giờ hơn rồi cô chú. Cũng đã đến lúc thời điểm mà em thường hay quay chợ đó. Hôm nay ghé thăm chợ Tân Hội cùng với em nha. Dạ, bây giờ đi tham quan chợ cùng em nha. Đây, em sẽ đi thẳng cái này vô chợ nè cô chú. Đây. Rồi, đây có quán cơm thấy sáng thấy ngon quá em. Có sáng chừng à. Quán cơm quá trời lớn luôn. Cô chú. Đây có mấy anh bán cây cảnh. Bây giờ cùng em vô chợ nha. Đây. Có mấy anh em bán tiếp. Ở trước miền Tây quay ở đây thì có cái chị gái bán cơm á, bán cơm ở đây cũng rất là vui. Mà hình như bữa nay chị không có bán rồi. Ở phía trước đây thì buôn bán lặt vặt rất là nhiều, đồ ăn sáng rất nhiều. Có ông anh bán cơm sườn. Cô chú đi dạo một vòng phía ngoài đi. Đây có quán cà phê nữa đi. Khá là lớn. Góc chợ này. Mình cùng nhau đi tham quan một vòng phía ngoài chứ đi rồi hả vào chợ nha. Nghe thôi à. Dạ. Cái chị bán đắt hàng nha. Dạ. Có mấy cô chú đổ về buổi sáng. À dạ. Dạ. Chị lúc nào cũng vui vẻ nha. Dạ, để ra tiền luôn. Dạ. Để ra vàng hả? Dạ. Dạ, gia đình mình buổi sáng cà phê luôn ha. Dạ. Đây cô chú, sáng người ta có đứng ngay góc này để giới thiệu chợ cho khán giả gần xa xem nè. Dạ. Dạ sáng em muốn rồi ơi, với lại đang quay không có ngăn giữa chừng được. Dạ, em cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Dạ. Chúc gia đình mình dạ. Ủa gì hả chú? À dạ. Vậy là may mắn he, năm nay xứ mình may mắn he. Dạ, chúc đặc biệt ăn ủi luôn. Dạ. Cũng gần gần đây luôn hả chị? Gần đây luôn hả? Rồi dạ, em cảm ơn cả nhà nhiều nha. Chúc cả nhà vui vẻ, lúc nào cũng mạnh khỏe nha. Dạ, YouTube là miền Tây sông nước và là đây đó miền Tây nha. Dạ. Cái nào cũng được hết. Dạ, em có quay chợ hết lần rồi. Dạ. Dạ dạ. Ủa chú, nếu mà đúng ra là chợ Đập Đá hay là chợ Tân Hội có trước chú? Cái nào có trước? À dạ. Ủa. À dạ. À dạ. Xin phép vô trong tí xíu nghe không có rõ. Tức là chú nói Tân Hội có trước đúng không? Vậy là Tân Hội là chợ cũ nằm ở dưới chứ đâu phải ở đây. Đúng rồi, chợ cũ vậy à. À. Ở cây Dương á. À cây Dương, ủa cây Dương hả? Ở cây Dương. Ủa.
không, bây giờ là tân thành, hồi đó là tân hậu. À tân hậu cây dương à, tại vì cây dương con có ghi hình rồi, cây dương là kế bên gần Thợ Sơn rồi đó, kế bên nè. Dạ vậy là cây, vậy là chợ này chợ mới, tính ra là chợ này chợ mới. Chợ này chợ mới. Ồ vậy mới sao làm đây 10 năm rồi. Tại vì con cũng không biết cái nào có trước, có người thì gọi lập đá, có người thì gọi tân hội, nên mình không biết cái nào có trước. Dạ. Rồi vậy cảm ơn cả nhà nhiều nha, cảm ơn chú. Để con thắc mắc hoài không biết. Vì thậm chí bấm lên trên điện thoại cũng không có chợ tân hội đâu, chợ đập đá thì có, là đúng chợ này nè. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Ở đây là quán, ở đây có quán cà phê nha cô chú. Nếu mà có đến đi ngang chợ Tân Hội thì có thể ghé ủng hộ quán của gia đình mình. Đây là quán Chính Quanh. Đó, rồi. Rồi con cảm ơn nhiều. Dạ. Đi luôn chú ơi, con cảm ơn chú. Dạ. Đi luôn nghe chị gái. Dạ. Này gặp được mấy cô chú chỉ cho mình biết. Vậy là ngày xưa chợ Tân Hội á, là nằm ở điếu đúng á, nằm ở phía dưới đó đó cô chú, chứ không phải nằm đây. Đây là chợ mới thành lập gần đây thôi. Có mấy anh em bán hải sản buổi sáng rồi cô chú. Buổi sáng. Khoan đắt hàng nha anh. Dạ. Lần trước vậy cũng có ghi hình chỗ bán hết lần. Dạ. Em bán sò lụa với ống bóng tay nè. Dạ. Dạ, anh trai bán nè. Mực nữa. Hình như đợt trước không phải anh, em ghi hình không phải anh đâu, có anh trai khác á. Dạ. À vậy hả? Dạ. Bữa hổm quay hai anh em có nói chuyện nhau mà không phải anh. Vậy là ba anh bán nha. Chú mực nè, có đi ngang thì ghé ủng hộ hai cha con nha. Này có sô lụa nè cô chú. Cấp gai bán được không anh? Dạ. Thì sô huyết nha. Hai sô huyết ký nhiêu anh? 140 ha. Giới thiệu cho khán giả em biết luôn đi, sô lụa nhiêu anh? 30. À 30, bữa nay 30. Dạ. Ống tay đi anh, không tài nhiều à? 40 ha. Dạ. Này có mực luôn. Hồi trước ghé ổng còn múc nước ở dưới đó nữa. Ổng làm chuyện dưới đó đó. Ổng mới đi chuyện hả? À dạ. Có gì gửi lời thăm giùm em nha. Đợt trước anh em có nói chuyện nha, có ghi hình chợ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Anh em nào đi gần xa có đi ngang thì ghé ủng hộ ngang cho Tân Hội. Rồi cảm ơn anh nhiều. Dạ. Có chị gái bán dép nữa, đắt hàng nha chị. Yeah. Bán chạy chợ hay là bán cố định đây chị? Dạ. Cấp gai bán được không? Dạ yeah, chị. Dạ. Nay cũng lâu lắm rồi mới ghé lại Tân Hội á. Đợt trước có ghi hình mà, ghi hình ba của. Dạ dạ. Đây chị gái bán dép nữa. Tại vì thường thường cái mô hình này em thấy chạy chợ bán nhiều. Dạ. À vậy hả? Vậy hả chị? 5-6 triệu luôn. À dạ, cũng được nha. Thôi nói chung giờ anh em bán mà được là mừng lắm. Chậm so với lúc trước á, đúng rồi, từ chị chậm. Dạ. Bây giờ khó khăn quá. Với lại bây giờ tình trạng mà giống như bà hổm với cô kia cô nói cái này cũng có thật luôn nha, là cô nói với em á là ví dụ như giấy số đi mà nhiều người nghỉ quá công việc không có đó thì cũng lãnh giấy số bán, cũng cạnh tranh nữa đó chị. Rồi ví dụ như dép đi, ví dụ như chị bán được thì người khác cũng lãnh bán được nữa. Dạ. Quen á. Chị bán này được nhiêu năm rồi?
3 năm hả chị? Dạ. Thôi kệ, gắn lên nha. Với lại em nghĩ chắc cũng qua cơn thấy cực kiệt tới ngày Thái Lai thôi. Chịu khó tí xíu mình cũng qua cái cơn này cũng sẽ đi lên lại. Rồi thôi em chào chị nha. Chúc chị buôn bay bán đắt hàng. Dạ. Chào ông. Đây. Mấy anh chị buôn bán rất là cực nha cô chú. Thời điểm bây giờ là thời điểm rất là khó khăn thật sự mà nói. Ngay cả chợ quê hay là chợ thành thị đều như nhau hết. Tất cả mọi người đều chững lại rất là nhiều. Có chị gái đi chợ mà mệt quá, tôi đây ngưng đó chị. Ai đợi xe hả? Dạ. Em cảm ơn chị nhiều. Đi xong luôn đấy nha. Dạ. Đến chợ nè. Có mấy chị bán trái cây chú. Bán được hả chị? Dạ, đợt trước có ghé sạp trái cây chị ghi hình hết lần. Dạ. Chúc chị bán đắt hàng nha. Đây anh chị em nào gần xa có đến thì ghé ủng hộ trái cây chị nha. Ngay tại Tân Hội nè. Đây cam rồi. Tấm gà bán được không chị? Dạ, cũng lâu rồi mới ghé lại đây. Bữa hổm em, nếu đúng hơn là trước cách đây cũng 2 tháng em ghé Thiên Sĩ Thông. Em nói có dịp để em ghé lại Tân Hội nhưng mà lay quay công chuyện rồi em đi quay có lịch riêng á, rồi em không có đi ghé được Tân Hội. Nếu đúng ra là em đi một lèo luôn à. Là ví dụ như Phi Thông qua ngày em sang đi Tân Hội, rồi Phi tới em đi Tây Dương luôn. Rồi tới nữa là em đi đến Hội Sơn là ngưng rồi đó. Tại đợt trước em đi là em đi một tăng đi luôn á. Đó, nhưng mà tại đợt này có công việc. Dạ. Quay chợ. Hôm nay quay cho chị bán đắt hàng nha. Chị có bán trứng đó nè. Mấy bữa trước em đi lễ hội bánh dân gian. Dạ. Dạ chị. Vô đó là chị mê đồ ngọt là vô đó là đúng luôn á. Cũng có bán quần áo. Ví dụ như dãy đầu á, thường thường ta bán bánh này nọ. Thì sao cái bán bánh mà dạng như bánh không phải bánh truyền thống mà bánh dạng bánh bây giờ á cũng có. Rồi bán quần áo cũng có, bán phụ kiện, rồi bán bông, bán hoa cũng có luôn. Nhưng mà cái dãy nằm phía sau. Lễ luôn chị. Thi nhau luôn á. Dạ. Dạ. Đợt em đi thì ngày hôm sau thì trước ngày hôm trước thì đổ bánh xèo gần 3 mét nếu nhớ không lầm. Bự lắm. 3 mét. Dạ. Cái đó mấy biết bao nhiêu người ăn mà nói. Rồi thôi em cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị sức khỏe lúc nào cũng vui vẻ bán đắt hàng nha. Dạ. Anh chị em gần xa đến thì ghé ủng hộ chị. Tại miền Tây ghé đến đây thì chị cũng bán ở đúng ngay vị trí này nè. Anh chị em bán. Đây cũng có bách hóa xanh nữa nè cô chú. Đây có mấy chị bán. Dạ chị bán đắt hàng hả chị? Dạ. Chị gái bán xôi xong rồi. Bán xong hả? Bán xong hả chị? Dạ, vậy là may mắn quá chừng luôn. Dạ. Thời buổi giờ mà buôn bán được mà nói hết hàng là em mừng lắm đó. Dạ. Thời điểm này á. Chị gái bán sư sao hộp lụ. Đậu nành, đậu xanh. Đi leo tươi. Giờ này là gần 7 giờ rưỡi nha cô chú. Chợ vẫn còn đông lắm. Này khách qua lại. Chúc chị ngày mới bán đắt hàng nha. Dạ. Tất cả bán được không chị? Dạ thôi. À đây hai chị lần hả? Hai chị bán lần hả? À dạ dạ. À. Rồi chị khỏe. Gửi lời chúc đến chị thật nhiều nha.
tại vì hôm nay bán cũng rất là đắt khách nè. Mình sẽ di chuyển nha. Từ vị trí cổng chào của chợ vào trong phía trong thì tầm khoảng chừng vài chục mét vậy đó, có thể đi vào phía trong của chợ. Chào chú. Một góc chợ nha. Này liên tục mấy chị bán rau củ quả phía trước nè, rất là nhiều luôn. Rồi hiện tại thì bây giờ đang kẹt xe, cùng em ngắm một góc của Tân Hội nha. Đợi xe giãn giãn tí đem rồi đi. Bên đây mấy chị bán cái cây với bán rau củ quả nè cô chú, rất là nhiều. Như bên đây có gì để bán vịt, xin quay mấy con vịt chút xíu ha. Đi vịt, có chị bán vịt. Wow, dịch nhiều quá. Cho em xin quay dịch tí xíu nghe chị. Thì xin quay mấy con dịch tí xíu nha. À. Dịch này là dịch chim á chị? Dịch đẻ. À dịch đẻ hả? Dạ. Em không biết phân biệt con dịch, em chỉ biết con dịch thôi à. Dạ. Chị bán vịt nè cô chú. Là đầu tiên miền Tây thấy một sạp bán vịt mà nhiều vịt như luôn á. Thường thường thì em thấy có chừng dữ lắm để một chừng 5-6 con nè. Vịt đẻ. Dạ. Có chị mua vịt rồi nè. Dạ. Mua vịt tính làm gì ăn chị? Luộc hay là hầm hay là hầm xả? Hầm xả hay là hay là sao gì kêu bản ta gì găm gừng ha. Dạ. Xào xá ớt mới ngon. À xào xá ớt ha. Dạ. Con vịt thì miền Tây thích nấu cháo. Rồi chị về nha. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều. Rồi cảm ơn chị gái nhiều luôn nha. Chị bữa nay bán hết trơn vịt luôn. Ở đâu mà đi quay về vậy? Dạ em ở Kiên Giang, ở trong thành Kiên Giang chị. Dạ. Sáng về em đi ngang thấy chỗ chị lúc nào cũng gọn gàng hết trơn luôn á. Bán dịch đầy đủ chứ. Dạ. Chúc chị sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ nha chị. Dạ. Chị có bán ở đây thường luôn không? Không, hết bán ở đây, để nhà mua nuôi rồi nữa, mấy con hư giờ ra bán á. À vậy hả? Dạ dạ. À dạ, nhé. Giờ còn miền Tây di chuyển tiếp nha. Đây, miền Tây qua hướng này. Có mấy anh em bán cái cây với bông này của tôi cũng rất là đẹp. Rất là nhiều. Rồi cảm ơn nhiều người trời cưng. Ủa hiểu. Hiện tại thì ở bên đây thì có hai dãy của chú. Bên đây thì có một dãy đang bị nắng quá, miền Tây sẽ không có ghé vô. Lý do là ghé vô thì mấy chị nói chuyện ngước lên đó thì dễ bị nắng chói mặt lắm nha. Có mấy chị bán bánh nè, chuối bánh chuối nếp hay gì. Dạ. Đây có chị gái bán nè. Chị gái bán được không chị? À dạ. Đây, bánh nướng. Mấy hôm trước em đi lễ hội bánh nhân gian ở Cần Thơ đó. Dạ. Quá trời bánh luôn. Dạ. Nhìn là nhức đầu luôn đó. Dạ. Rồi. Sáng giờ bán cũng được nha. Dạ. Dạ. Cái vỏ nè, vỏ chuối nè. Dạ. Cái này thường chị bán cho khách là bao nhiêu một cái? 1 cái.
5.000 cái nha. Anh chị em gần xa có đi ngang Tân Hội ghé vô ủng hộ chị nha. Là chị bán ngay góc gần gần giữa đường đi vô chợ nè. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Đây có chú đây cũng bán thịt cây. Có đá hàng nha chú. Dạ. Dạ. Thịt cây ăn củ lùng với củ sắn, xoài. Có ghi giá đầy đủ luôn nha. Bắp cải bán được không anh? Chắc chạy chợ quá, anh chị chợ bán cái gì? Dạ. Anh đi chợ bán hay là anh bán cố định? À dạ. Đây có cô, hình như đợt trước cô bán mực đúng không? Dạ con chào cô, con nhớ con đúng không? Dạ con cảm ơn nhiều. À dạ. Hôm nay cô không bán mực, cô bán cá, cá cơm với cá gì vậy? Dạ. Đợt trước miền Tây có ghi hình cô nữa đó. Đợt trước ghé đến chợ Tân Hội. Ồ giờ này chợ Tân Hội vẫn còn đông xe quá chừng luôn nè. Dạ kênh của em là miền Tây Sơn Nước và là đây đó miền Tây. Anh coi kênh nào cũng được nha. Ủa anh cho em hỏi tí xíu anh. Chứ cái củ lùng này em thấy hoài mà em biết xứ gốc nó trồng đâu được anh. Ở đâu anh? Ở Vĩnh Thuận hả? Vậy là dùng nước nước ngọt á, nó chịu ngọt hay chịu mặn hay chịu phèn? Chịu phèn ha. À dạ. Tại em thấy hoài mà em không biết nó dùng nào trồng nhiều. Đây. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Khỏe nha anh. Dạ. Chứ em thấy cũng trồng dưa gan á anh. Dạ. Đây cô chú. Cô nè, đợt trước miền Tây có ghi hình cô nè. Vô quay cá chứ nha. Cá Vinh ha. Đây cô chú cá cơm. Nhìn tiếp luôn. Cá bán được không cô? Chợ đông vậy đó mà sao ít mua không ơi. À vậy hả? Đây cô đây. Chúc cô ngày mới vui vẻ nha. Này có dịp cái lại chợ Tân Hội gặp cô. Này có chị gái kế bên nữa nè bán cái nè. À vậy hả? Này chú quay cho. Xe nha, dịnh em lại nha. Rồi chào đi. Dễ thương quá. Rồi ok. Mắc cỡ. Có bè bán được không chị? Này cả nhà ha. Dạ. Dạ. Thì cá chê trắng nè, bự quá. Chê lai gì? Cái này chắc nuôi quá, nuôi chứ. À dạ. À dạ. Dạ. Cái này nếu mà cá chê nếu mà thường tầm mấy tháng mình bắt là được chị, nếu mà nuôi. À năm ha. Còn này là 3-4 năm rồi đó. À dạ. Thì cũng lâu dữ ha. Rồi thôi vậy con cảm ơn cả nhà nhiều nha. Cảm ơn cô nhiều. Rồi vậy mà nhớ mình nữa đó. Chiếc xe đạp này bán cái gì đây? À dạ. Từ trước miền Tây ghé đây cũng có một cái cô cổ cũng đẩy xe cổ đi bán. Cậu ơi để xe đi bán xôi nhưng mà cậu đã bán xôi mà cậu nuôi tới mấy người con người ta nhớ có một cô hai chục ngàn bán hàng nha anh kim châm đây bán hàng nha năm kim châm đây hả bán kim châm hả hai chục ngàn kim châm với năm kim châm đây năm kim châm đây bốn bọc 20 ngàn bán kìa bốn bọc năm kim châm đây. Mình cảm ơn anh nhiều. Dạ, đi nha anh. Mấy anh chị bán rất là đông khách. Cô chị gái bán dưa hấu. Bán đắt hàng nha chị. Dạ, ô chạy với xe gọn hơn kia luôn đó ha. Mua chục cái dưa hấu ủng hộ ai.
Có đặt hàng nghe sư quên. Dạ. Dạ đi xíu đi, đi xíu đi xuống dưới đi em quay. Đang kẹt đường lắm rồi. Dạ. Thịt gà bán được không chị? Dạ. Em kênh của em là miền Tây sông nước và là đây đó miền Tây. Chị bấm kênh nào cũng được. Dạ. Đây có chị gái bán dưa hấu nè. Đi cái xe gọn hơn ha. Dạ. Chúc chị ngày nào cũng bán sạch sẽ hàng nha, hết hàng luôn. Dạ. Cái này chắc có đi trong đường làng bán không hả chị? Có chạy dài dài bán dạo. À dạ. Rồi, vậy em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, bữa nay bán ra cho khách nhiều rồi để em giới thiệu cho. 6.000 ký à. Dạ, 6.000 ký nha. À dạ. Rồi, em đi. Bán nha chị. Đây có chị giấy cây nè cô chú. À dạ chị đi chợ rồi ha. Đây có mấy chị bán đồ tươi tiếp cô chú. Đây có chị này bán đồ tươi nhiều quá. Có đắt hàng nha chị. Có mấy cái cốc non nữa. Em xin quay mấy cái cốc non tí xíu nha. Cốc non với mận đá nữa chú. Này mận nhà luôn hả chị? À mận cân nha. Thiên điển nè. Canh chua. Đây hai món này được, món canh chua nè cô chú. Một món nè, hai món nè. Chứ rau muống được thêm món là ba món rồi đó. À có chị gái bán bánh khọt. Đây em đưa cho. Em đưa cho. Có đắt hàng nha chị. Mà mở ra mở miệng ra. Mấy ngàn nha chị. Dạ 20.000. 10.000 hộp. 10.000 hộp chú. 20. Thầy con gửi. Rồi. Bưng gì bán hả chị? Chị đổ bánh ở đâu bán? Đổ ở nhà. À đổ nhà ra đây bán luôn ha. Dạ. Chúc chị bán đắt hàng nha. Dạ. Mấy chị ở miền Tây ai cũng chiều cực, chiều thương, dễ thương hết trơn. Chiều làm á. Rồi đây chị gái, em cảm ơn chị gái nhiều luôn nha. Chúc chị bán đắt hàng luôn. Rồi để em nắm bộ 100. Người Tây tiếp tục di chuyển nha. Đây có mấy chị bán tiếp rồi nè. Ui có chị này chị bán cái hũ này giống hũ gắn quá vậy. Chị cho em xin quay gắn xíu rồi chị. Dạ. Thì chị đang thôi chị đang mở nhạc rồi mình không ghé được. Em cảm ơn nhiều nha. Dạ. Chị đang mở nhạc rồi mình không có dám ghé dính nhạc. Rồi, mấy chị bán tiếp. Mấy cô chứ. Ủa hình như em nhớ có một chị bán chị bán tủ đồ ăn sáng đúng không? Bán đồ ăn bán đồ chay. Em không nhớ có một chị bán đồ ăn sáng. À nghỉ hả chị? Có một chị bán đâu đây nè em nhớ. Dạ. À dạ. Chứ chị bán đắt hàng nha chị. À chị gái bán khô. Dạ. Đi sạc gần tư quá chừng. Với cô cá lóc nè cô chú. Hấp dẫn ha. Đây thì chị có bán thêm sợi hủ tiếu. Này biết bán hủ tiếu xe đét không nữa. Tại đợt trước miền Tây nhớ có một chị bán ở đây. Vậy nói chuyện vui lắm. Dạ. Vậy nói chuyện với em vui lắm. Đây có. Đây. Có đến thì ghé ủng hộ chị nha. Dạ. Chị bán cố định đây luôn hả chị? Cũng mới bán mấy tháng. Không, chị bán đây hay bán chị chợ á? Em sợ. À, chị bán đây ha. Đây, anh em gần xa ghé ủng hộ chị nha. Này sẵn dịp ghé giới thiệu cho khán giả em biết luôn đi chị, cho nó xôm xôm lên. Sạc gần bữa nay nhiêu rồi chị? Dạ, bán ra. 200. Dạ, 200. Còn cô cá lóc chị? Không biết chị. Lương bò ra đó hả? Lương bò
Dạ dạ. Mua khô ủng hộ đi chị. Này. Nãy em biết vụ gì tự nhiên chị hỏi phải xe của em, xe đâu đâu. Là để thấy lương bò. À lương bò dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Chị gái ơi, em thấy của em. Em có mua lương dạ, em cảm ơn nhiều. Dạ YouTube. Bên đây cá lóc nhiêu chị? Nãy giờ hai chị em ở chị Giang dở giới thiệu khán giả nè. Nhiêu chị? 240 nha. Dạ. Còn như khu nhậu đi. Khu nhậu như khu ngân chỉ nè. 150 nha. 250. 250 nhiêu giá? Dạ. Mua khô đi chị. Khô thằng Giang. Cá lóc chị 200. Thôi em đi nha. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Nãy miền Tây cũng hết hồn luôn, miền Tây không biết vụ gì hết trơn á. Cái chị gái gì kêu anh ơi phải lương gom, mình đâu biết được xe của anh. Dạ chị. Dạ dạ, em cảm ơn chị nhiều. Chị đi chợ vui vẻ nha. Dạ dạ. Giờ còn miền Tây tiếp tục di chuyển xuống phía dưới nha. Đợi đó miền Tây gặp mấy chị cũng rất là nhiều. Đây có cô bán dưa hấu nữa nè. Anh nói hàng nha cô. Dạ. Dạ cô khỏe nha. Dạ. Ủa cái tay cô mới bị gì vậy? Cổ có bị quẹt xe. À vậy hả cô? Khỏe chưa? Khỏe rồi con. Dạ. Đợt trước hình như đợt trước con có ghi hình cô không ta? Có. Vậy có. Đó. Ngoài đây nè đúng không? Con nhớ con nhớ rõ ràng. Cô với một cô cũng tròn tròn vậy bán ha, bán tôm bán mực dưới đây nè. Dạ. Quay bữa nay con quay nữa. Cô bán hôm nay bán dưa hấu thôi cô. Dưa hấu à. Như được chứ cô bán không phải bán dưa hấu đâu, cô bán cái gì á, con nhớ. Bán gà, cô bán gao. Gao đúng rồi, cô bán gao. Con nhớ. Xong rồi con mới quay gặp cái chị bán cái tủ bánh mì cái bên cho chị bán khô đó, đây nè, cái bên này nè. Đúng không? Mà hình như bữa nay chị cũng có bán rồi. Đó là kế bên nhỏ bán sâu, sâu mặn. Đúng rồi, gì đó bán cái gì đó em con không nhớ, nhưng mà con nhớ là có kế xong người ta quay qua tới cô đó. Còn ngay góc đó luôn đó, con nhớ làm cho cô bán góc đó đó. Đúng rồi, con nhớ. Dạ. Đi chợ hả con? Dạ. Chợ mua vàng nội, vô đặc biệt mua vàng. À vậy đó hả, đi mua vàng nha. Chú cô ngày nào cũng sắm nhiều thiệt nhiều vàng nha. Mình nói vậy đây cho lấy cái hên. Ừ, chợ này khó chịu đây. Hồi nãy con cũng mới nghe đó nè. Đúng đặc biệt khách đây cũng cả tuần à. Vậy hả cô? Tuần hát kim băng. Mới mấy ngày. Điều đây vô đặc biệt hai bác này đi lãnh kim vàng đó con. Dạ. Chúc cô ước gì được nấy nha. Ừ. Thì cẩn thận từ từ. 11 ngồi vậy đứng cái đi hai đi liền chứ đừng để đứng cái xíu đi hai đi, đừng có đi liền. Đứng lên cho hẳn ngồi đi. Hai đi. Cho nó đứng sững khoảng tí xíu hai đi được. Rồi cảm ơn cô nhiều nha. Ủa gì làm mấy bữa nay trúng nhiều lắm hả cô? Mà mấy bữa đó cô nghỉ tức cũng chết rồi. Vậy đó hả? Ngày nào cô cũng mua, cũng có ông đó chơi bữa đó cô nghỉ. Dạ, vậy là chú đó bán rồi đó chắc cũng trúng nhiều dữ lắm à. Trúng quá chị, với vô đặc biệt á, vô ăn ủi 6 triệu đó. À dạ. Cũng là một mấy tháng chứ, 6 hàng là con. Mua dấu đi chị, mua hấu ủng hộ cô đi chị. Rồi vì cô khỏe nha cô. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô nha. Đây, sư huynh. Tắt hàng. Bán giờ ổn không? Dạ. Đây bán chạy chợ thường hay là bán cố định? Bán từ lưa chợ chứ. Dạ. Ví dụ như chợ nào để biết anh em ghé ủng hộ? Chủ chợ. Mai em đi chợ này mốt đi chợ kia. Chạy cây dương có không? Có luôn. Phi thông có không? Phi thông có. Rồi đâu nữa ta? Hội Sơn. Hướng Tư, chợ gà. Chợ gà bác rồi hả? Bắc Sơn. À dạ. Rồi Dòng Ghiền. Tân Hiệp. Hình như chơi gà tôi có gặp ông. Tôi nhớ rồi, tôi có quay một đoạn nhưng bữa đó bị mấy anh kia hoài đó, rồi tôi không quay luôn. Bữa đó mấy anh đó anh đủ. Mấy anh ấy á, ha đừng nói tên là được rồi ha. Này anh bán chén. Đây. Tôi đến mấy chợ anh kể thì ghé ủng hộ anh nha cô chú. Chứ giờ anh em cũng chịu cực chịu khó đi bán lắm. Đi kiểu này thấy cũng cực lắm chứ không phải chơi đâu.
Gì rồi xong rồi mắc vô cái xe mình chạy đi luôn hả? Hay là dọn vô thùng rồi mới chở đi? À vô bọc nha. Chứ cái này kéo đâu được. Không phải nặng mà nó tưng cái là bể hết luôn. Dạ. Thôi vậy khỏe. Có dịp anh em gặp nhau cà phê nha. Cảm ơn nhiều. Đúng rồi, ông anh này mình có gặp ngay tại chợ gà, chính xác. Mà mặc dù bữa đó là mình tính quay chợ gà nhưng mà mình không quay được. Rồi, còn người ta tiếp tục di chuyển nha. Anh chị bán tiếp nữa. Chị trái cây. Bán nón nè. Có mấy chị bán nón. Cảm ơn chị nhiều nha, mới bị quẹt trúng đau quá. Cái cần nó quẹt ngang. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Này có chị gái bán nè. Dạ. Mấy chị bán bên đây, về bên kia. Bây giờ cùng miền Tây di chuyển tiếp nha. Này sẽ di chuyển theo hai hướng. Ở đây có một dãy hướng quẹo hướng bên này cũng được. Đó. Còn ngoài hướng bên đây cũng được luôn. Đây sẽ đi hướng bên đây. Có chị bán khô. Nó bán hàng hả chị? Ô chị bán khô thịt không ha? Dạ. Vậy ha chị. Em quay cho chị bán đắt hàng nha. Dạ. Chúc chị ngày mới sức khỏe bán đắt hàng. Chị chạy chợ bán hay là bán cố định ở đây? Bán chạy chợ với giá. Ủa tới hết giá hả? Dạ. Chị hết giá. Dạ. Giá thì em có quy hình rồi vậy. Chị ở 30 tháng 4 hay chợ gà? Này ở bên Vĩnh Hiệp. À Vĩnh Hiệp hả? Dạ. Này quay về kênh hay kênh gì? Kênh của em là Miền Tây Sông Nước hoặc là Đây Đó Miền Tây. Đây Đó Miền Tây. Dạ. Chị bán khô thịt không nha. Cho bán đắt lên. Dạ. Đang ế quá trời luôn. Dạ. Mấy hôm trước em có đi chợ gà nè. Chợ Thời Hầu á. Gà gần nhà đấy mà bán trên sông. À vậy hả chị? Dạ. Thì chị gái cũng chịu khó vô mấy chợ vùng sâu xa bán nè. Chưa quán được lắm sao lúc này bán ế quá trời. Chị ơi, em nói với chị đi quay chợ hầu như em nói với chị là chợ quê hay chợ thành thị gì cũng vậy, bây giờ nó như nhau hết trơn rồi, nó ế muốn gần coi như là muốn chận lên. Người ta luôn, ai mua không mua họ đi sao ôm về đâu 150 ngàn. Chị biết là em đi quay chợ này rất là nhiều, đâu phải ít đâu, mà hầu như ai cũng nói hết trơn á, không ai mà không bị dính hết trơn á. Bây giờ thời buổi giờ nó bị sừng lại nhiều lắm chị ơi, không có nói trước được điều gì đâu. Chúc chị chiều nay trúng số đặc biệt. Rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Tại em nghe nói bữa nay là ở xứ này trúng nhiều lắm rồi. Trúng đâu ăn ủi đâu, hai lần. Dạ. Mấy ngày nay. Dạ. Bữa đó ăn ủi trúng một lắc thì mấy ngày. Dạ. Mấy tiền rồi. Đâu chị giới thiệu cho khán giả em biết đi, vừa khô chị bán nhiêu, khô này bán nhiêu nè. Cái này có 120 ngàn. Ờ. Bên đây 100, bên đây 100 luôn, bán giá rẻ. Đó, nó mạnh dạng vậy là được rồi ha. Ừ, bán giá rất rẻ luôn. Đỡ đây em mua giùm. Cái này đầu cá thu hả? Nhiêu gì cô? Ký 50 à. Dạ, 50 nha. Dạ, nhà bán cũng rẻ. Dạ. Rồi, dì khỏe nha. Dạ. Vui vẻ, để ra tiền. Dạ. Anh chị em gần xa có đi thì thấy chị quen quen thì nhớ mặt chị thì ghé hộ chị nha. Chị thứ mấy vậy? Chị thứ ba. Cảm ơn chị ba nhiều. Dạ. Đây. Mấy chị bán tiếp nữa. Như đợt trước miền Tây ghé, như chị cũng có bán mà miền Tây không có ghé vô. Để đi chợ đi hướng bên đó xong đi vòng qua. Dạ. Đây chị bán. Tôm, cho em xin quay xíu nha. Dạ. Đây cô chú, tôm nè. Mực nè. Giờ này anh thấy như muốn giãn chợ rồi đó. Sáng anh thấy đông dữ lắm. Dạ. Cái khoai nè cô chú, các loại cá biển nằm bên đây. Ôi là hạt điều luôn đó hả. Dạ. Chị em nhớ như có chị ở Vĩnh Thạnh Cần Thơ, chị cũng nói với em là chị lặt cái này, cạo cái này là cạo mướn luôn đó, được không chị? À vậy hả. À, vậy là chị cũng đang cạo cho giao lại luôn cho khách luôn. À vậy
Dạ. Ký là tính 4.000. Cái này là sống hay là sao chị, chín chưa? Sống. À đang sống nha. Phải kiếm thêm nữa đó, phải đơn giản thôi. Rồi vậy em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, bán lúc nào cũng đắt hàng. Dạ. Nãy giờ nghe nói xứ này chúng đặc biệt quá chừng luôn. Cách đây tuần lễ hả chị? À dạ, thứ bảy. Ủa thứ bảy cũng mới đây hả? À? Bữa nay thứ thứ tư à, vậy là cũng mới đây rồi chứ, thứ bảy đừng gọi phải không? Dạ. Rồi anh cảm ơn nhiều. Dạ. Hey, mùa này mọi người nhớ uống thật là nhiều nước nha, vì thấy nắng nóng rất là nhiều. Thứ hai nó nhớ ra đường che chắn. Tháng này là lượng dừa tiêu thụ rất là nhiều á, nhìn đây thấy. Rồi nhìn thấy di chuyển tiếp. Cô quán bán đồ ăn sáng nè, hình như đợt trước miền Tây có ghé vô quán. Quán ở đây bán bún riêu với bánh canh. Mấy chị bán ở trong đắt quá chừng. Rồi về đây xuống dậy dưới nha. Này quán cà phê kết hợp với bán thuốc tây. Em bán gà vịt ha. Đây thì bán cửa hàng đồ dùng. Như trong đây bán thấy bán gà vịt rất là nhiều nha. Đây gà vịt tiếp. Đấy. Đây là phía dưới chợ nha cô chú. Đây cũng có một số anh chị buôn bán ở dãy dưới này nữa. Ở đây thì thấy bán gà vịt nhiều. Đây có chị gái bán đồ dùng gia đình. Rồi giờ cùng mình thấy chị Thúy tiếp tục nha. Đây có mấy đây mấy anh chị đây bán tiếp. Rồi thì tới đây thì ghé sạp của mấy anh chị nha. Đây là những người rất là quen với miền Tây sông nước. Đợt trước nè, rất là dễ thương luôn. Ủa rồi ông anh ruột của tao đâu rồi? À về ha. Đây là sạp cá của mình hay nói vui là sạp cá. Đây đó, có cá. Thôi giờ mình quay cá chứ đi, mấy chị đang bận này. Ồ cá tươi quá ta. Đó, đây là sạp cá của chị Linh nha, đặt nhận đặt hàng theo yêu cầu luôn của chú. Đây chị Linh. Ở đây hay nói vui nói chơi là chị Linh qua hậu nha. Đó. Có số điện thoại anh chị em nào liên hệ thì ghé chỗ chị. Thì nếu mà nói về qua hậu thì cái bên thì có nghệ sĩ Cá Lương. Nghệ sĩ Cá Lương Cẩm Tiên. Chị nói là chị bỏ nghề hát rồi, chị sang bán buôn rồi cho nó khỏe. Đây chị nói gì đó đời trước. Ủa rồi ông anh của em về hả? Trời ơi. Em nói đợi gắn đợi chút xíu đi. Trời ơi. Dạ. Quá trời luôn. Quá trời luôn ha. Thấy chưa? Hoa hậu mà còn phải bằng cá nữa đó, thấy chưa? Đó thấy chưa, bình thường mà đâu có gì đâu, buôn bán á, buôn bán mà phải làm chiều lòng khách chứ. Thế chứ cảm ơn nhiều nha, cho em gửi lời thăm ông anh nữa. Dạ đây chị Cẩm Tiên. Dạ chị Cẩm Tiên. Thật ra tôi cũng đâu có nói Cẩm Tiên đâu, nhờ chị Hoa Hậu nói tôi mới biết Cẩm Tiên chứ tôi đâu có đặt ra nghệ danh đâu, tôi đâu có biết. Thế chứ sáng nay miền Tây nhờ mấy chị với mấy anh đây gửi xe đó. Đó, dạ. Đây sạc gần nữa chút.
phía bên đây thì có cá lóc, đi hòm thổi oxy. Sao con chưa bấm vô chợ? Con bấm vô chợ Tân Hội nữa, con bấm chợ miền Tây sông nước, chợ Tân Hội. Dạ rồi, thôi đi chị Linh ơi, khỏe nghe. Dạ cho em gửi lời thăm đến ông anh đi nha. Trời ơi, kêu ông ở lại tí xíu đi. Tính ra bữa hổm tôi chọc hai người này mà ổng là cười người cười nhiều nhất luôn đó. Ổng ở giữa mà ổng cười nhiều nhất luôn. Rồi, con miền Tây di chuyển tiếp nha. Thẳng hướng này xuống luôn. Mình có bán đồ dùng rất là nhiều. Phía bên đây một góc nè cô chú. Đi tập quá. Đây có ông trai, anh trai đợt trước miền Tây ghé. Em chào anh. Dạ đợt trước em có ghé gặp anh đó nhá, không có quay. Dạ đợt trước anh đợi cái nón rất là đẹp luôn á. Anh trai khỏe nha. Anh lúc trước anh hát cái đoạn nào bữa không anh nói anh quên rồi. Anh là bạn với giọng hữu á, anh là bạn với giọng hữu em nhớ. Dạ dạ anh bay. Rồi đây là trễ hết luôn rồi, bây giờ cũng cà con. À cà đấy nha. Cà nướng nha. Chị ơi, đây đi chợ. Ê quá ta. Hết mực ta. Chứng cỏ là anh bán đắt hàng. Dạ. Đây là để cho nó gáo nước ướp. Nó để này nó hay là đắt hàng. À dạ. Người bán thêm này nữa hả? Đây qua tới đó luôn. À dạ. Quanh hết luôn hả? Cái này nghe đây, nãy giờ em đi từ trên chợ xuống dưới đây em thấy nghe nói toàn trúng số đặc biệt không luôn. À dạ. Em chúc anh chiều nay trúng nha. Rồi. Dạ. Đóng cửa luôn, vô mua quá trời mua đóng cửa luôn, không bán nữa. À vô vậy. Vậy hả anh? Dạ. Hỏi vô mà đứng cái bàn vô mua. Thôi nó đóng cửa luôn. Dạ. Nói mà không chớp mắt luôn. Trời ơi. Đây là truyền nhân của bác Ba Phi. Đây bác Ba gì vậy? Bác Ba gì? Truyền nhân của bác Ba Phi. Giờ chưa anh bán đồ ăn sáng nha. Cho em quay ghi hình chợ đồ ăn sáng tí. Anh em nào có đến thì ghé. À cái tên đẹp lắm, tôi quên vụ này nữa. Cái tên bản rất là đẹp nha. Đây là quán Tiên Đẹp. Đây tôi lấy cái bọc ra cái. Đây lấy giùm em cái. Đây giùm em cái. Đây kỳ quá. Dạ. Đây là quán Tiên Đẹp nha. Mình nói đến chợ Tân Hội mình gắng cố gắng ghé tiệm của anh. Đợt trước á là anh đợi cái đón nỉ rất là đẹp, cái mình hỏi anh hát cái đoàn nào, cái anh hát cái đoàn Trần Vũ Trang gì đó quên này, đoàn thành phố gì đó, trong hũ bạn ổng. À bao bánh mì nè. Bây giờ chúng thiệt luôn hả chị? Không có ý là mình dân ở đây mình có trúng nha. Dạ ông, hai ông bà bán quá chừng đầu đắt khách luôn à. Ừ. Dạ. Bánh mì rồi thịt nướng rồi bánh nước chả giò nhìn hấp dẫn nha. Quay lên YouTube hay vậy? Dạ YouTube anh. Cho em thấy đây. Đây anh trai đây. Khỏe nha anh. Em cũng chúc anh cũng trong xứ này bữa nay trúng số nha. Dạ. Dạ. Trúng nhiều lắm anh, nghe mấy nay trúng nhiều thiệt luôn anh. Mấy nay trúng dữ lắm luôn không? Trúng thứ 7. À thứ 7. Vậy là ngay đài Long An cái gì không ta? Hậu Giang. Hậu Giang hả? À dạ. Nghe thấy ham thì chớ sáng giờ đi mấy người trúng luôn. Cái đợt em đi cách đây chắc cũng năm rồi, ngay cái đợt mà mưa lớn á, là anh biết ở đâu trúng nhiều không? Cái đợt bão ở Sóc Xoài á, Sóc Xoài mà cánh đi lên chỗ Hòn Đất á, Sóc Xoài với Bình Quỳnh á, cũng mi hình vậy luôn á, trúng. Mời em đi nha. Rồi cảm ơn chú. Đợt trước anh biết cũng trúng số này ở đâu không? Em ghi hình nữa này, cũng chi chợ nữa. Chợ Sóc Xoài với chợ Bình Quỳnh á, cái đường mà đi lên Hà Tiên á. Cái đợt đó là có một gia đình đó, nghe nói như là cũng tránh bão. Người ở lại xong xé số chúng luôn.
rồi mới ngày hôm qua chứ ngày hôm qua vô vô ăn ủi, ăn ủi hôm qua ăn ủi mà ủi không có ủi nằm gì, ăn ủi 6 triệu hôm qua vô nữa ở đây rồi do chúng coi chặt con giữa thấy ham gì trời. Rồi vậy đi ha anh, đi khỏe nha. Dạ không vui lắm, lần nào mình lần trước mình ghé ăn cũng nói chuyện vui lắm. Đấy. Con mình bán cua quá trời cua, cá lóc, các loại rau. À, chị bày bán cao nhìn hấp dẫn ha. Đây cô chú, đây mấy chị nè. Sáng giờ đi nghe quay chạch chợ mà ai cũng bàn vụ trúng số hết trơn luôn đó. À dạ. Dạ. Rồi gì khỏe nha chị. Em cảm ơn chị nhiều, chúc chị bán đắt hàng nha. Dạ. Đây thì có dãy bán cá. Người ta đợt trước cũng có ghé ghi hình sạp cá ở đây, rất là nhiều. Anh ơi, cho em xin quay cá xíu nha anh. Quay đi anh. Dạ, hồi trước ông anh này mần cá nè, cũng vui lắm. Nhìn thấy có ghé. Cá lóc. Chú Hồng phải oxy. Cá he. Cá he còn sống nha, thở oxy luôn nha. Đó, con cá ngoài kìa. Dạ. Quế. Đây. Chúc cả nhà lúc nào cũng bán đắt hàng. Dạ. Dạ. Khá đắt hàng nha anh. Giờ nay bán sao mà cho khách trúng đặc biệt nha. Vô đặc biệt rồi. Vậy đó hả? Ủa anh bán là người trúng bán trúng luôn đó hả? Bán trúng đặc biệt, vô đặc biệt cũng 54 á. Dạ vậy ha. À, tại chợ chợ xã xã Tân Hội này nè. Dạ chiều nay sẽ khách sẽ trúng đặc biệt nữa nha. Vô đặc biệt nữa. Dạ mẹ người ta trúng. Dạ người ta trúng đặc biệt rồi mình mới bán được. Dạ dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh. Ôi, chết. À, đây cả nhà đây mình gửi lời cảm ơn cả nhà, em gửi lời cảm ơn cả nhà nhiều nha. Dạ anh chị em nào gần xa có đến thì ghé hộ gia đình mình. Đây có cái che trắng này. Đợt anh trai anh làm cá là vị trí nè, ngồi đây đây nè mình nha. Quay trễ mới bắt cá rồi. Vậy hả chị? Thôi vậy em mừng cho chị chứ. Chị bán đắt hàng. Cá mới đẹp. À nhưng mà thôi em mong là chị bán đắt hàng hơn. Nha. Dạ. Dạ. Lươn bò ra kìa. Ồ đây có cái gô. Cái gô vậy. Em xin quay cái gô xíu rồi chứ. Dạ. Cái gô còn đang dãy luôn nè. Này gô bán ra cho khách nhiêu rồi chị? 65.000 ký nha. Cá lóc. Chị đang bằng cá chốt cho khách nữa kìa. Này có mấy con ớt. Wow, ớt nè. Đặc biệt là miền Tây rất là thích những cái mâm nhỏ nhỏ gì đó đi quay. À, dạ. Thấy nó cưng không? Đây là buôn bán nha, rất là chiều cho khách nè, mần sẵn luôn đó. Khách chỉ có việc lại mua thôi. Dạ, rửa lại sạch sẽ rồi kho ra luôn hàng. Cái đó như cái chốt hả chị? Dạ, dạ. Chốt. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ chúc chị lúc nào cũng bán đắt hàng. Dạ. À vậy hả? Dạ. Thôi tôi quay chợ tôi không quay gã nữa đâu, tại vì tôi có kinh nghiệm mà thò tò nói là thôi chồng chứ không có chồng mà cuối cuộc tôi thôi chồng có nửa tiếng luôn. À, còn thôi tôi ra chợ rồi. Rồi cầu miền Tây di chuyển tiếp nha. Thì có chị này bán chuột kìa, ui chuột nhiều quá. Cho xin quay chuột xíu nha chị. Dạ.
cho nó ăn ăn cái gì củ củ sắn nha. Dạ. Đây mấy chị bán chuột. Chuột nhí nhí. Đây thì con rắn. Đây rắn đây. Có rắn rắn chung. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ. Đây thì chị thập quả. Đây thì thập quả đây. Thêm mấy cô chạy xe bán rau nữa. Đó, nó hàng đi cô. Bán chạy xe đi luôn đó hả? Dạ. Đây nó gọn. Kiểu gì là bán, ví dụ gì là bán, cô cũng bán trong mấy cái đường làng rồi đi vô. Ừ, dạ. À, chắc cô à, dạ, cô bán hàng cho khách đi. Cảm ơn nhiều. Đây có mấy chị bán tiếp. Bán đó hàng nha chị. Chị bán khô với cá luôn hả? Dạ. Đây em gần hết ra đi hết giờ rồi. Dạ đầu đầu nha. Sáng giờ bán được hả chị? Đây khô bên đây. Khô này khô gì lạ vậy? Ủa chạch mình đó hả? Ồ. Cái chạch sông mình luôn đó ha. Dạ. Chạch động nha. Cá lóc. Bên đây giới thiệu cho khán giả em biết đi, cá lóc mình bán ra nhiêu nè. Dạ, khô này. Chốt. Dạ. Ô cá chạch thứ 600. Dạ. Con này là miền Tây đi. Đúng rồi, đúng rồi. Em đi chợ trên xứ cánh của Vĩnh Long, người cánh phía trên á, thì thấy bán cá chạch rất là nhiều. Bây giờ cá chạch hiếm. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Chị đi khỏe nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Giờ đi chợ nói chung chợ nào như chợ nấy, chợ quê hay chợ thành thị cũng vậy, khó khăn. Anh đi quay khắp xứ hả? Em đi quay chợ miền Tây nhiều. Em chỉ quay cảnh chợ thôi, không cảnh chợ thôi. Đợt trước em ghé ở đây cũng ngay sạp chỗ chị bán góc này nữa nè. Mà đó chị bán lu bu quá, có một anh trai bán nữa em nhớ. Dạ. Bán có lần hai người mới bán chị. À dạ. Bữa nay không có bán chung chị hả? Giờ bán chậm. À dạ. Vậy này dùng từ đúng đó cô chú. Tức là nói ra thì ế thì cũng phải ế, nhưng mà nếu mà so với lúc trước á thì cái lượng tiền không bằng. Dạ, lộng lời nó có nhiều. Thì em chúc chị chiều nay chúng số đặc biệt nha. À dạ. Nghe nói hôm qua chúng ăn ủi luôn. Ủa vậy hả? Chú đặc biệt hay ăn ủi? Ủa vậy hả? Đặc biệt luôn hả chị? À dạ. Rồi quá trời luôn. Chúc chị. Thôi phần tiền không có, từ từ tới nha. Chưa có phần tiền. Dạ. Em chúc chị từ từ có nha. Dạ. Nhưng mà em nghĩ là cái này vẫn là đầu tiên là sức khỏe phải có chứ, cái đó phải có đầu tiên chứ. Dạ. Mạnh khỏe chứ đi. Dạ. Rồi vậy em cảm ơn chị nhiều. Dạ. Rồi gặp chị gái tâm sự nè, cũng nỗi niềm. Biết bao nhiêu người xé số mà chị cũng lại xé chung với mọi người nữa, nhưng mà cuối cùng phần tiền mình không có. Từ từ tới sẽ được thôi nha. Rồi cùng miền Tây ra đây để kết thúc clip nha. Tại bây giờ là 8:30 rồi, gần 8:30 rồi. Thì cuối clip thì miền Tây sông nước xin gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả gần xa nha, đón xem clip ngày hôm nay về một ngôi chợ, chính là chợ Tân Hội, một chợ rất là vui, anh chị em ai cũng nói chuyện rất là dễ thương. Dạ. Chú. Đây. Em đi ra phía ngoài đi, ngay góc phía trước này nè. Em cũng gửi lời cảm ơn thật là nhiều đến khán giả gần xa nha. Và hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like nè, chia sẻ bình luận để giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn nhé. Rồi, bây giờ em xin kết thúc clip tại đây.
hẹn gặp lại khán thính giả gần xa ở clip sau nha. Dạ rồi, xin chào. Bây giờ em đi ghé lại chỗ sạp của chị Hoa Hậu gì đó, nó vui vui á, với chị Cẩm Tiên, để em lấy xe, em có gửi xe ngay tại đó. Trước tiên em sẽ giới thiệu quang cảnh chợ trước đầu tiên nha. Thì ở đây là phía trước chợ rồi. Chắc cái này là cái nhà lồng cũ không anh? Mà sau này mới xây bên đây là mới lại. À dạ. Cái này chắc nhà làm hay gì? À cần hả? À. Mà nếu là thích những người có tính thẳng vậy nha. Cần thì nó cần, còn nhà làm thì nó nhà làm. Chính xác. Chào chị gái nha, nãy giờ chưa được chào nữa đó. Chào khán giả. Em chị gái gần đây không? Dạ em gần. Chạy chắc khoảng vài phút hay gì? Lộ bộ à, khỏi chạy xe. À, lộ bộ luôn hả? Lộ bộ, bên đây thì có cá rô, cá rô vuông. Em ngồi nấu canh chua ngon lắm. Đi rồi hồi mới để biết đó chị. Bên đó là bán chợ gạo, bên đây bán chợ cá. Cái gì đem mì cá? Chị bán cá. Cá biển này nhiều quá chừng luôn. Có cá đuối nè, cu nè, với cái này cá ngừ, cái gúng, cái này cá gúng rồi chị, không cái này là cá ngừ đúng không? À sa ba, à. Anh trai bán thịt heo nha, ai đến chợ Thành Hưng ghé ủng hộ anh trai nha, bán hai mấy năm là từ thời chưa có máy hiên rồi luôn á, bán trời trời, còn cái lóc của ai dân ra? Hả, dạ, đây là lần đầu tiên lại chứ. Dạ không gì. Cái thiệt đẹp luôn nè. Em đi. Miền Tây sông nước xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui khi gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Ngày mới thì em xin chúc cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Hiện tại thì em đang có mặt tại một ngôi chợ, đó chính là chợ Thạnh Hưng. Cụ thể hơn đó là xã Thạnh Hưng, huyện Dòng Ghiền của tỉnh Kiên Giang. Phía trước mặt cô chú anh chị đó chính là chợ Thạnh Hưng đó cô chú anh chị. Từ vị trí chợ này nè cô chú anh chị, thì cô chú anh chị đi hướng này nè. Đây. Thì cô chú anh chị sẽ đi về hướng của chợ Dòng Ghiền nha. Thì từ đây cách chợ Dòng Ghiền khoảng 6 cây số nha cô chú anh chị. Dạ. Phía bên đây thì cô chú anh chị sẽ đi về được Cờ Đỏ của huyện Cờ Đỏ nha. Đây, hướng này là cô chú anh chị sẽ đi về huyện Cờ Đỏ nè. Thì từ đây cách chợ Cờ Đỏ khoảng 21 cây số nha cô chú anh chị. Thì rất là vui khi được đến chợ Thạnh Hưng, một ngôi chợ xã ở miền quê thuộc huyện Dòng Ghiền. Đây thì phía sau lưng em thì có con sông. Đây là con sông sáng cũ, hồi nãy mới hỏi được mấy chú á. Đây, sông sáng cũ nè. Nó hơi ngược nắng tí xíu rồi. Em lùi về phía trong tí. Có bóng nó ít có ngược nắng. Đây là con sông sáng cũ nha. Ở phía bên đó là cô chú anh chị.
có một cái hướng đi vô ngã ba đó, có hướng đi vô đó là con sông rẽ nhánh vô trong đó là đi qua sông Thị Đội, có đó là đi về được Thế Lai của huyện Thế Lai của thành phố Cần Thơ của chú anh chị. Đây mà muốn qua được chỗ Thế Lai của Cần Thơ thì cô chú anh chị phải qua một cái cầu, đó là cầu chữ Z. Thì cặp phía sông bên kia đó chính là đi đường về Thế Lai đó cô chú anh chị. Còn hướng em đứng ở đây thì cô chú anh chị có thể đi về Cờ Đỏ. Dạ là sông Sáng Cũ. Hôm nay rất là vui khi đến chợ Thành Hưng. Mấy lần trước em đi quay chợ Cờ Đỏ nhiều lần rồi, thì đi đường này, xin lỗi, đi đường đi về Cờ Đỏ nè, thì vô tình biết được chợ Thành Hưng, cũng có một số anh chị em giới thiệu mình mới biết được chợ Thành Hưng. Nên hôm nay có dịp ghé chợ Thành Hưng, một ngôi chợ miền quê rất là yên bình đây. Vậy rồi, hôm nay cô chú anh chị đi tham quan chợ Thành Hưng cùng với em nha. Dạ, bây giờ mình bắt đầu tiến vào chợ nha cô chú anh chị. Thì hướng này là em đang đi hướng để vào chợ nè. Thì rất là mong cô chú anh chị hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, cũng như là like, chia sẻ, bình luận để giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn nhé. Thời gian vừa qua thì trời mưa quá chừng luôn cô chú anh chị, 3-4 ngày liên tiếp luôn do ảnh hưởng của tâm bão á, nên em không có đi quay được. Hôm nay có dịp đi quay lại rồi, em rất là mừng luôn. Và thời gian vừa qua thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã đóng góp ý kiến cho kênh của em. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Những đóng góp ý kiến của cô chú anh chị sẽ là những cái điều rất là quý giá để giúp cho dạ. Xin lỗi cô chú anh chị nha, đây có hai anh chị. YouTube của em là Miền Tây Sông Nước chị. Anh chị đi chợ sớm hả? Dạ. Đây ông anh của tôi chạy chiếc xe này tôi mê lắm nè. Thật sự là đây là chiếc xe em rất là mê luôn á, thời gian gần đây đó. Nhiều quá này. 6 cũ không? 60 cũ lớn hả? 60 cũ. Dạ. Rồi cảm ơn anh chị nhiều nha. Miền Tây Sông Nước. Dạ. Đây mới gặp anh chị mới chào hỏi mình và hỏi tên kênh của mình. Đây. Xin lặp lại câu nói gian dở hồi nãy nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Những đóng góp ý kiến của cô chú anh chị sẽ là nguồn động lực giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Cứ đóng góp đi, thì em sẽ cố gắng tự chỉnh chu mình nhiều hơn. Vì ở trong cuộc thì em không nhìn thấy rõ được mình đâu, chỉ có những người ở ngoài cuộc á thì sẽ thấy rõ được em còn thiếu sót gì nhiều hơn. Dạ cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Những cái ngày mà mưa em cũng nằm xem những cái clip của mình rồi tự đánh giá lại clip của mình. Bên cạnh đó thì cũng đọc những cái bình luận của cô chú anh chị, những cái gì thiếu sót, những cái gì mình còn sai rất là nhiều thì em đã chấn chỉnh mình hơn. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Ở đây thì trước khi vào chợ thì em thấy sáng nay có một cái tiệm của chị gái này nè, bán hủ tiếu mì với hủ tiếu gõ nè. Em chào chị. Chị em quay tiệm hủ tiếu xíu nha chị. Dạ. Đây là mình bán hủ tiếu với bún cá gì, em thấy có cá nè. Dạ. Ở đây chị bán hủ tiếu với bún cá. Dạ. Em làm đời sống chợ, quay YouTube nha, đời sống chợ đó chị. Đây chỗ chị bán nè, ở phía sau. Kênh của em là Miền Tây Sông Nước. Ở đây cô chú anh chị thấy khách của chị đang rất là đông nha. Một cái quán hủ tiếu của chị nằm cặp mấy sông, rất là dễ thương nè. Anh chị em buổi sáng đi ăn sáng ở đây rất là nhiều. Sáng nay thấy chị bán liên tục luôn đó. Đây nước súp nè. Ở đây một tô trung bình bao nhiêu vậy chị? 20 hả? Đồng giá hết luôn ha. Dạ. Đây là nước súp nè. Đây khách quá chừng luôn. Anh chị em nào mà đi ngang dọc tuyến đường có đi lên Cờ Đỏ đó nghe, đi xe tải hoặc xe khách đó, thì ghé ủng hộ cho chị nha. Bán sáng chiều không chị? Bán buổi sáng không ạ? Dạ. Rồi thôi, vậy em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, chúc chị bán đắt nha. Tiệm hủ tiếu của chị gì? Chị Hằng hả? Dạ, rồi đây chị Hằng đây nè. Nãy giờ không được quay chị Hằng tại vì chị Hằng bán liên tục rồi. Chị Hằng đây nha. Ai mà có đến chợ đi đường dọc chợ Thạnh Hưng á, thì ghé ủng hộ cho chị nha.
À, đi chị Hằng ơi. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Hằng nhiều. Nãy giờ em đi trên đứng đường này, cô chú anh chị, em có để ý một cái điều rất là lạ, nhưng có lẽ là đặc điểm của khu vực ở đây, đó chính là các cái nhà máy chế biến lúa gạo của chú anh chị rất là nhiều. Đây ở phía trên của chú anh chị có để ý thấy cái băng chuyền không? Như đây là băng chuyền để vận chuyển lúa gạo hay gì đó. Đó, có những cái băng chuyền nè, đó, rất là nhiều luôn. Wow, dọc dài luôn đó của chú anh chị. Thì khu vực ở đây là tuyến đường sông đi rất là nhiều hướng về tới Lai Cờ Đỏ nữa, nên việc vận chuyển lúa gạo đi đường sông rất là thuận tiện. Dạ rồi, bây giờ em sẽ đi di chuyển vô phía trong chợ của Thành Hưng nha. Đây, dọc đây thì thấy hai cô, có hai cô bán đồ ăn sáng, bán xôi với ăn bánh tầm. Ở đây là hướng mình đi vô chợ nè. Ngày trước hồi nãy em có hỏi thì biết là chợ Thành Hưng cũ là phía trước này. À, thì bán chợ trời nha cô chú anh chị. Chợ thì thành lập cách đây cũng nghe nói cũng khoảng mười mấy năm mà. Còn phía trong có được cái mái hiên nhà Ton á, thành lập chợ nhà Ton á, thì đó là cách đây khoảng năm nay thì có cái nhà lồng chợ phía trong. À, bà con bây giờ không còn bán ở phía trước này nữa, thì cách chừng vài chục mét đó mình sẽ vào trong chợ. À, ở đây thì có cũng có quán cơm, quán hủ tiếu gì đó. À, cơm sườn hủ tiếu thì cũng có một cô bán nữa nè. Đi vô đây review quán cơm với hủ tiếu cho cô chú anh chị xem nha. Cho con quay cơm tí xíu nha cô. Chị. Dạ, đây có chị gái với cô này bán cơm nè. Ngay tại chợ Thành Hưng nè. À, cơm sườn. Cơm sườn với bún riêu hả chị? Dạ, thì hủ tiếu luôn. Hủ tiếu luôn. À, quá trời luôn. Đây là lần đầu tiên tới chợ luôn đó. Em ở trong thành rồi chị. Dạ cô. Dạ. À, đây chị đang làm cơm cho khách nè. Một dĩa với bao nhiêu vậy? Thường bán cho khách. Dạ 25. 25. À, dạ. Hủ tiếu với bún thì chắc 20 quá. Dạ 20. Đây là quang cảnh khách của chị đang ăn nè. Quá trời luôn. Hồi nãy con được hỏi mới biết là phía trước là chợ cũ, lúc trước là nằm ở phía trước rồi không cô? Bán chợ trời đúng không ạ? Sau này mới có được cái nhà lồng chợ phía trong. Rồi, rồi thôi, cảm ơn cô với chị nhiều nha. Cái chợ này nếu mà tính ra là có khoảng nhiêu năm rồi chị? Em chợ được nhiêu năm em ấy? Ở chợ nhiêu năm giờ có biết đâu. Chợ này mới thành lập đây đâu có nhiêu năm đâu. À. Hồi nãy hỏi cô kia thì nói khoảng chục năm, nhưng mà cái nhà Ton xây lên đó thì có năm nay. Mấy năm à? À vậy hả? Thì cái chợ này nó có thành lập trước tới giờ trên 10 năm rồi. À. À, dạ. À, quên nãy em cảm ơn anh nhiều nghe, tại vì ở phía trước nãy nói chuyện anh em mới biết. Dạ. Rồi thôi, cảm ơn anh trai nha. Dạ dạ. Bên của anh là bên gì vậy? À, em là miền Tây sông nước anh trai. Miền Tây sông nước nha. Dạ. Rồi rồi. Thôi con đi luôn cô ơi, cảm ơn cô nhiều nha. Em cảm ơn chị gái nhiều nha. Đây. Ủa mà quên nãy em cho anh xin mà chạy. Em nói cho anh chỉ cơm mà. Thôi bây giờ mình di chuyển tiếp cô chú anh chị ơi, để đi tham quan chợ tiếp nha. À, chào mấy anh em. Này có mấy anh em buổi sáng cà phê. À, phía hai bên đường đây thì có tiệm thuốc tây, cũng buôn bán nước nôi đầy đủ hết. À, phía trước đây có bán chợ đồ la nữa nè. Nói chung chợ này thì nhỏ, nó không có lớn, nhưng mà nó có một cái gì đó nó miền quê mà nó rất là dễ thương nha cô chú anh chị. À, đây cũng có tiệm thuốc nữa nè. 75 tới 25. Của chị gái đây. Cái ca 25 ngàn, bắp tới tượng 25 ngàn. À, chị gái bán thịt bò. Bán thịt bò hả? Là gì nè? Đợi ba cái 30 ngàn. Đây thì có chú đi chợ. Phía bên đây thì có anh em bán đồ la. 30 ngàn 3 cái. Đây.
đang bán cái 20 các bà con. Ở đây thì đây đây chính là cái nhà lồng chợ phía trong này của chú anh chị. Đây là chợ Thạnh Hưng nha. Nhưng mà em không hiểu sao mà có một cái bảng mới với bảng cũ, chắc có lẽ là cái thành lập trước ở bên đây rồi sau này mới có một cái bảng mới bên đây nè. À, đúng không chú? À, trước là chợ cũ nằm xuống ở đây hả chú? Có cái bảng đó là bảng cũ luôn hay gì chứ? À, vậy là nếu mà tính chợ cũ là có cái bảng đó là đầu tiên. À, đây chú đi chợ nè, chú đi chợ với cô hả gì? Cô đang đứng của ảnh nè. Bây giờ lâu xuống ra bếp. Bả đi mua đồ. À dạ, đây chú nè. Rồi thôi con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Lần đầu tiên tới chợ Thạnh Hưng, quay cảnh chợ. 5 cái 15 ngàn. Dạ. À, con đi tham quan chợ tiếp chú ơi. Cảm ơn chú. Bán lốc khăn 15 ngàn 5 cái. Phía trước thì bán cái 20, 20, tắm không có bơm bán nhiều. À, trời trời đã dẹp rồi. Chủ yếu là bán ở phía trong. Rồi đó. Mọi người đến chợ ở đây thì đậu xe phía trước. Đó. Đó, bây giờ thì em sẽ à đây quay quay bảng chợ một cái cho cô chú anh chị xem nha. Đây là bảng chợ nè. Đó. Bây giờ em sẽ di chuyển từ hướng bên phải đi. Em sẽ đi vòng vòng phía trong chợ luôn. À, đi view chợ cho cô chú anh chị xem. Dạ. Dạ anh ra trước đi. Bốn dịch ra. Dạ. Ở đây có mấy anh chị em đi chợ rồi nè. Đã bắt đầu đi chợ rồi nè. Dạ. À, đây dạ dạ thấy ngại quá thôi không dám quay đâu kỳ lắm. Dạ dạ, dạ. Đây thì bây giờ trước tiên em sẽ giới thiệu quang cảnh chợ trước đầu tiên nha. Thì ở đây là phía trước chợ rồi. Chắc cái này là cái nhà lồng cũ phải không anh? Mà sau này mới xây bên đây là mới lại. À dạ. Đây. Đó. Đây là mấy anh chị em đang buôn bán ở phía trong nè. Bây giờ em sẽ đi một cái vòng phía ngoài trước nha. Rồi mình sẽ đi vào phía trong để xem coi mọi người buôn bán làm sao. Đó, đây có mấy chỗ bán đồ ăn sáng nè. Chào cô. Chào cô ăn sáng hả? Cô bán ở đây luôn hay gì hay là à dạ. À dạ, kênh của em là miền Tây sông nước chị. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ. Nhìn là thấy miệt vườn hả? À vậy hả? Dạ, cảm ơn chị nhiều. À đây chắc có tiệm. Đây chắc con gái của cô. Dạ. Gái hay dâu của cô? À dạ. Đây chào chị gái nha. Chị gái bán gì đây? Bán phở. Ồ, bán phở hả? Ừ. Bán phở với gì nữa? Bán phở với bún riêu. À, phở với bún riêu. À. À, quá chừng luôn. Không, em ăn rồi, sáng em ăn rồi rồi. À, đây có bún riêu nè, và nước lèo. À, đây có chị gái. Đây, nước súp phở. Wow. Hạnh phúc của mình là gặp những anh chị em mà đến chợ mà vui vẻ nhiệt tình vậy đó. Em chào chị trước nha. Đây là tiệm tiệm quán của chị gì? À chị Thủy Tiên hả? À, à. Dạ. Đây là tiệm bán đồ ăn sáng của chị Thủy Tiên. Bán phở bò, bò kho, hoành thánh. À, có bán nước giải khát luôn nha. Dạ. Đây chị Thủy Tiên nè. À, còn phía bên đây là mẹ của chị. Đây, chào cô nha. Đây cô nãy vừa mới gặp mình cô cười một cái. Rất là vui khi gặp cô. À, cô bán ở đây lâu chưa cô? Chắc cô bán từ lúc thành lập chợ luôn hay gì cô? Vậy là cỡ nhiêu năm cô? Mấy trăm rồi. Ủa gì rốt cuộc là ở ngoài kia cô? Vậy là rốt cuộc chợ này là được bao nhiêu năm cô? Con thấy nhiều người nói mà con không biết chính xác gì, con hỏi cô một lần cho cuối cùng. Thành lập lại đây đâu. Nhưng mà buôn bán thật sự có chợ luôn á. Có chợ luôn rồi, 20 mấy năm nay rồi. À dạ. Nhưng mà chợ nhỏ nhỏ. À nhỏ nhỏ thôi con. Dạ.
thế giới nhỏ nhỏ nhưng mà bà con đi chợ cũng đông. Dạ. Sao cô nói sao cô? Bán ngoài đầu đường á. À, ở đầu đường. Dạ. Tại vì nãy có hỏi thì nói là bán chợ trời ngày xưa. Ừ. Sau này mới dời vô phía trong đây nè. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, cô thứ mấy gì cô? Dạ, rồi, cảm ơn cô ba nhiều. Này tới chợ Hình Hưng gặp cô ba nè. Quán cô ba bán là quán Thủy Tiên đó. Rồi, cảm ơn cô ba nhiều nha cô ba. Dạ. Đi luôn chị gái ơi. Cảm ơn chị gái nha. Dạ. Ở đây thì cũng có quán bún cháo hủ tiếu gì nữa nè. Đây cũng có một số quán. Đây cũng có mấy anh chị bán đây nữa nè. À mình để ý mình như thấy các cái quán ăn. Chị đi trước đi. Các cái quán ăn thì nằm ở hai bên. Dạ. Không, quán miệt vườn chứ đừng dùng từ bèo ha. Quán miệt vườn thôi. Dạ. Mở mở giùm em cái bóng đèn cái đi anh trai, chị gái. Cho nó sáng để quay cho quán cho nó sáng. Thôi tay anh đang ướt đừng mở, cho chị gái mở đi. Dạ. Rồi, rồi. À, dạ kênh của em là miền Tây sông nước anh trai ơi. Dạ đây, đây là quán của chị gì ta, chị thứ mấy nè, chị Tám hả? Rồi quán của chị Tám nha. À, đây đây có chị gái bán chung em ăn cho em có bán. À chị ăn hả? Đây, quán của anh chị Tám. Anh chị Tám bán gì đây nè? À quán bún cháo hủ tiếu ha. Đây, đây chắc chị Tám, còn đây là anh Tám đúng không chị Tám? Dạ. Đây anh đang phụ cho chị mấy rửa mấy chén nè, bán quá chừng luôn. Thấy chồng chồng tô tô luôn nè, thấy không? Đó. Đắt vô cùng luôn. Đó. Anh chị bán đây lâu chưa? Bán lâu lắm rồi, lúc mới lên chợ mười mấy năm rồi. À mười mấy năm rồi ha. Dạ vậy cũng có thâm niên trong đây lâu năm rồi, bán lâu năm ở chợ rồi. Đây là lần đầu tiên em ghé chợ luôn đó. Biết chợ là lý do là đi chợ Cờ Đỏ, đi đường này nè. Rồi biết. Với lại trước đó cũng có một số anh em cũng có chỉ cho em chợ Thanh Hưng nè, với chợ Ma, với một chợ nữa là chợ Ngọc Thuận, Ngọc Trúc quay rồi, em quay Ngọc Trúc rồi. Dạ. Rồi thôi em cảm ơn anh chị Tám nhiều nha. Dạ chúc mừng chị Tám mua may bán đắt nha. Dạ đây là quán nước của chung với chị luôn. À dạ đây cũng có chị gái bán quán nước nè. Hả vậy đó hả? Trà đá cho không lấy tiền hả? Quán nghèo bán cho dân nghèo, thấy ăn có mừng nhàn không có tiền ăn nhiều. Cứ nghĩ là bình dân đi, sao mà dùng từ gì nghe thấy nặng nề quá vậy. Dùng từ bình dân đi, mình dùng từ bình dân thôi ha, quán bình dân, dùng bình dân thôi. Rồi. Dạ đây quán bình dân nè, đây có chị gái cũng ăn sáng nãy chị nói nè. Thôi vậy cảm ơn hai chị nhiều nha. Dạ chúc hai chị ăn sáng ngon miệng. Dạ dạ đó. Đây thì phía trong thì mọi người buôn bán nè. Bây giờ em sẽ đi dọc thêm một vòng nữa, rồi em sẽ đi dọc từ phía dưới đi lên. Đây cũng có mấy tiệm buôn bán. Như đây cũng có mấy kiosk mà bỏ trống cho thuê. Đó, đây. Đi giáp vòng tròn của chợ, sau đó mình sẽ vào phía trong. Rồi, anh chị bán gì vậy? Anh chị bán gì đây? À, chị may áo phục hả? À dạ, đây anh chị may áo phục. Dạ em làm YouTube. À dạ. Wow, đây có một cái cửa hàng bán may âu phục nha cô chú anh chị. Sao chị? Sao chị nói sao? Hay á. À dạ dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. À ở đây là cái bản hiệu này của chị đúng không? À đây là tiệm của chị Thanh Thủy. À, may âu phục nam nữ nha. Có xe lai cuốn biên, thiêu chạy tự động. Lý do em đọc như vậy cụ thể đó, lý do là mẹ em cũng may đồ đó cô chú anh chị. Nếu mà nói về xe lai, mua chỉ, mua dây thun đồ đó là từ lúc 6, lớp 1 là em đã đi mua rồi. Nên em rất là gành cái vấn đề này. Em ở Minh Lương vậy, em ở Châu Thành á.
Mường cái chợ không? Dạ gần chợ thôi, nhưng đi không biết trong nữa. Biết cái chợ Mường. À dạ. Để chị may Âu Phục nha. Anh chị may luôn hay là chị may không ạ? À? Chị may mà. À dạ. Đây, cảm ơn chị nhiều nha, nãy chị mới khen mấy anh em. Thiệt chứ, tôi thấy gì là tôi cũng mừng lắm, như là mấy anh YouTube ha. Là quay những cái người mà hoàn cảnh khó khăn này à, dạ, dạ. Rồi những cái trường hợp mà nói chung là nó không có tốt cho xã hội đó, đưa lên hết. À, giống như là gặp khó khăn trong cuộc sống nha. Ừ. À dạ. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Không, thiệt chứ, hay dạ, chưa dạ. Đó, cũng khen mấy người YouTube, nói thiệt dạ. Con á. Đây, chị có tiệm may của chị đây nè. Đó. Một tiệm may nhỏ nhỏ. Nha. Chị may đồ bộ chắc nhiều em thấy. Có may đồ bộ luôn hả chị? Có luôn, thế nên chị may các loại đồ. À đó. Nam nữ thời gian luôn à. Vậy luôn hả? Chị may nam nữ luôn hả? Tại vì xưa đó chị dạy may mà. À, không, ý là thường thường người ta chọn là may nam không à, hoặc là may nữ. Ừ. Là chị cả nam nữ luôn. Nam nữ. Ồ, vậy ha, chị cũng à, em tưởng là anh may nam còn chị thì may nữ. À, không, là chị chuyên cả hai luôn. À dạ. Wow, chị hay. Tại vì mẹ là may đồ bộ mà bộ nữ không à. Dạ, phần lớn may là khoảng 80% là may cho người Khmer. Tại phía sau lưng nhà là người Khmer rất là nhiều. À, dạ. Đúng rồi, ở Bình Lương thì Khmer đông. Dạ. À dạ. Thôi vậy em cảm ơn anh chị nhiều nha. Dạ. Lúc mà mình nhỏ nghe đang có dạ. Đi quay nữa nha. Rồi ơi, cảm ơn nhiều luôn á. Đi quay có hai vấn đề rất là thích. Thứ nhất là quay thước phim đẹp gửi cho bà con trong với ngoài nước xem. Thứ hai là gặp những anh chị giống như anh chị nè. Rất là vui vẻ. Đối với em Út. Dạ. Rồi thôi. Tôi khen lại về, tôi khen lại YouTube, tôi nói công nhận đâu mà đưa những tình trạng mà chị coi cho dân biết luôn đó. À dạ. Phản ánh trong xã hội luôn đó. Dạ. Rồi thôi, vậy em cảm ơn anh chị nha. Rồi. Dạ, em chào anh chị. Này gặp được hai anh chị vui vẻ nha. Anh chị với mình. Cảm ơn mấy anh em cũng quay trường hợp mà về làm thiện nguyện á. Thì ở đây thì có dọc ở đây thì lại tiếp tục bán đồ ăn sáng nè cô chú chị. Nói chung là dọc hai bên đường thì bán đồ ăn sáng nhiều. Phía trong này mọi người nó buôn bán phía trong. Đây có chị gái đi bán bánh cuốn nóng nè. Mình sẽ quay bán đồ ăn sáng trước nha. Còn chị cứ nghe điện thoại trước đi. Em quay đồ ăn nha. Đây có chị gái bán bánh ăn cơm sườn, bún, bánh cuốn nóng đặc biệt. Đó. Đây chắc cuốn nóng là cái máy này nè. Thôi chị nghe máy à, thôi chắc mình di chuyển đi. Thôi qua đây đi. Em cảm ơn nghe chị. Thôi gì cho chị đi nghe điện thoại nữa. Dạ dạ. Phía bên đây thì có mấy cái dọc bên đường cũng có buôn bán nè. Cái đồ tập quá. Tiệm tập quá đây là thức ăn, nói chung chợ nhỏ nên em quay cũng nhanh gọn lẹ. Ở đây có chị gái bán bánh mì. Mời chị gái bán bánh mì xong rồi mình vào trong tiệm trong chợ phía trong nha. Đây em chào chị gái nha, cho em quay bánh mì xíu nha chị. Cho em quay bánh mì đi xíu nha. À, bánh mì với chị bán cơm Dương Châu hả? Cơm Dương Châu. Wow. À dạ. Wow, đây thao chảo cơm luôn. Bánh mì nè. Ổ đây chắc nhiêu chị? Ngổ. À có 10.000 nha. Giá bình dân. Cơm thì 15-20. Buổi sáng chắc chị bán học sinh đi cũng nhiều lắm á. Học sinh với khách giảng lai này kinh. Yeah. Tụi trường tới rồi cô chú anh chị ơi. Ừ. Năm nay tháng 9 rồi đó. Đúng rồi, thì học rồi đó. Dạ, yeah, giờ học rồi. Học trong tuần này rồi. À dạ. Hai cái năm tuần. Có ăn dưa leo không hả gái? Rồi thôi em cảm ơn chị nhiều nha. Để cho chị buôn bán nữa. Sáng giờ chắc chị bán được không chị? Sáng giờ bán được không? Cũng được đó gái. Nói đây. Chung đây chợ mình thì vậy đó, bà con đi lấy gan. Thôi đi tham quan chợ chị ơi. Mới vô phía trong. Em ở Châu Thành. Ở Châu Thành là gần kế bên đây à. Để làm gì? Dạ quay đời sống chợ đi nè. Dạ cho bà con trong cái nước xem.
Dạ. Ai hỏi anh kênh nào? Trên YouTube. Lên... kênh nào đang lên mình theo dõi. Ủa nãy chị bán bánh nước đúng không? À, à dạ. Nãy thấy chị nghe điện thoại em không có nói chuyện gì được. Kênh của em là miền Tây sông nước. À. Dạ. Đây, chị gái YouTube, YouTube, YouTube. Cái này rú lên là biết miền Tây sông nước ha. Dạ, miền Tây sông nước. À, đây. Gần quá ha, đó thì nó mới hỏi. Mà cái này nó lên là YouTube và là cưng biết rõ ràng rồi. Chính xác rồi đó. Hay, cho 10 điểm. Đây, còn có chị gái này đang sáng về quê, chào chị nha. Ăn bánh mì luôn hả? Chị ăn bánh mì luôn hả? Dạ. Không tiền ăn bánh mì. Trời ơi, nghe thấy thương ghê vậy đó, không có tiền bánh mì. Rồi, cảm ơn chị gái nhiều nha. Đây, chị gái bán bánh nước nè, nãy mình đi qua, tại nãy chị nghe điện thoại. Dạ. Rồi đi chị ơi, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ dạ. Đó. Đó, ở đây thì bắt đầu vô khu vực của phía trong thì mọi người buôn bán ở đây cũng nhiều, tập trung bán đây nhiều nè, rau củ quả đồ đồng có luôn, còn quán nước này của chú anh chị, đây, trái cây, có xôi nữa, có chị này bán xôi, đây, có cô này bán xôi. À, chưa có quay xôi nữa. Dạ. Dạ. Đây có cô này bán xôi nè. Ồ, có khách rồi kìa. Ngại hả? À? Hàng gì thấy cô ngại ngại, không biết vụ gì. Đây có anh trai mới ghé mua xôi. Dạ, quay đời sống chợ chứ. Dạ. Mua xôi ăn sáng đi làm anh. Đâu rồi đi? Trai mua xôi đi ăn sáng đi làm hả vậy? Đây có anh trai mua xôi nè. Mấy ngàn? 5 ngàn. Đếm lại nha. Rồi. Đây có bắp hầm nữa nè của chú anh chị. Cho chơi dở dở cho em quay cái. À, đây bắp hầm nha. Hơi mì trà cũng đẹp. À, hơi mì trà hả? Đây có một thau dừa nảo nè. Khoai bán thịt khổ rồi thay cho nên. Đây khoai mì, nãy chị nói là khoai mì nảo nè. Đó khoai mì trà chứ, xin lỗi. À. Anh trai, ăn sáng anh trai. Dạ, à, đi trước anh. Có bán đồ ăn sáng nhiều ha. Dạ dạ. Kênh của em là miền Tây sông nước anh trai. Dạ, cảm ơn anh trai nhiều nha. Lên YouTube á. Này có mới ghé cho cô cho chị mà được hai khách rồi đó nha. Dạ, rồi thôi em cảm ơn chị nhiều nha, để chị còn buôn bán tiếp nữa. Dạ. Phía bên đây thì có mấy chị em bán đồ tươi nè, bán rau củ quả. Chào chị, cứ bán gì bán tiếp đi, bán xong rồi đem quay cũng được. Phía bên đây chị có bán dưa hấu nè. À, đây dưa hấu nha. Bên đây thì có rau đậu ngổ. Sáng giờ bán được không chị? Vậy đó hả? Ừ. Chợ này thì nói chung nhỏ nhỏ nhưng mà bán thì cũng đông lắm á. À. Dạ. Chắc là thay vì đi chợ Dòng Ghiền xa chút xíu thì ghé đây nó gần, cũng có đồ ăn cũng đầy đủ, thấy bán buôn quá chừng luôn. Dạ. Từ đây cách Dòng Ghiền khoảng 6 cây số nha cô chú anh chị, cách chợ Cờ Đỏ khoảng 22 cây số tầm cỡ đó. Dạ, xa hơn tí. Em đi nhờ đi Cờ Đỏ mới biết chợ, tại vì chợ nằm hóc phía sông sau á, không có để ý, sau này đi rồi hỏi mới để ý là biết chợ Thành Hưng nằm ngay đây. Nếu cô chú anh chị đi về Cờ Đỏ thì cô chú anh chị phải đi qua một cái cầu nha, đó chính là cái cầu Thành Phước. Thì từ cầu Thành Phước đó cô chú anh chị sẽ đến được kênh ganh là qua phía giáp ganh bên đây, đó chính là huyện Cờ Đỏ đó cô chú anh chị. À, đây cũng có mấy chị cái đó là đi lộ bên đó, còn đi lộ này thì qua cầu Chiêu Pháp thì đúng rồi, đi qua cầu Thành Phước đó.
Thạnh Phước. Còn nếu qua cầu chữ Z đó là về Thới Lai. Thới Lai mà cũng có đường như cầu đó nữa. Dạ được, được luôn. Đi về Kênh Ganh, hướng đi về Kênh Ganh á. Dạ. Em đi Kênh Ganh rồi, đi cầu đỏ rồi, đi Kênh Ngang rồi luôn, đi Nóc Bằng rồi luôn nè. Hôm nay mới ghé được chợ, được mấy bữa nay mưa quá rồi em không có quay này chi vậy? Đi được. Em quay để sống chợ thôi. Dạ, cho bà con trong dưới ngoài nước xem nè, là YouTube mà. Dạ. Đây. Chị bán được nhiều năm chưa? Mười mấy năm rồi. Vậy đó hả? Bán đồ nhạt không? À dạ. Đây chị gái bán đồ tươi nè, quá trời luôn. Có bí này nha. Này quay cho chị bán đất nè. Bán sạch sẽ đồ luôn. Quay cái đám cháu đi, tôi bán xíu hóa để thằng em nó bệnh nằm bệnh viện là bỏ nhà cho tôi bán. Ồ vậy hả? À dạ, đây quá trời dưa hấu nè. Ai đến chợ Thanh Hưng ủng hộ dưa hấu cho người em của chị nha. Rồi mua rau ủng hộ cho chị luôn. Đến chợ Thanh Hưng mua rau gặp chị thứ mấy nè? Chị Hạnh. Chị Hạnh nè. Dạ. Chị đẹp quá. Dạ. Ở phía bên đây thì cũng có một chị nữa nè. Chào chị nha. Chị cũng bán đồ tươi nữa nè, rau củ quả. Nuôi cấp mẹ miền Tây sông nước mà. Dạ dạ. Anh chơi buôn bán gì đây? Bán thịt heo. À dạ, tí xíu đi em qua quay sạp của anh chơi ha. Anh em giao lưu. Bên con đó luôn hả vậy anh? Khổ luôn nha, quay phải giúp đỡ nha. Khổ luôn nè, đây nè, khổ lắm nè, tôi không dám quay gần á. Không có, bây giờ không dám quay khúc đó đâu, cái đó thì nó kỳ lắm. Nhưng... Nổi à, nổi khổ lắm hả, nổi gân luôn nè. Hết mẹ không đi. Đây, đầu tư chị bán nè. Rồi bà không có chồng. Giả nữa hả? Đây, rau củ quả tiếp tục ở đây. Sạp dài này của chị luôn bên đây hả, của chị gái nè. À của chị hả? À dạ. Rồi em cảm ơn hai chị nhiều nha. Dạ. Đây của chị gái bán rau, cho em quay rau nha chị. Rồi cho kỹ coi trái gì nha. À, ở đây có một thao sugi nè, mấy thao sugi đẹp quá. Đây có mấy trái bí, đây có mấy thao sugi đẹp quá chừng luôn. Mình thấy lạ lắm của chú chị, mình thấy mấy cái đồ mà đựng trong mấy cái thao nhỏ nhỏ hoặc mấy cái mâm nhỏ nhỏ mình rất là thích nha. Mấy lần mình đi quay mấy con cá mà mần sẵn xong để trong cái mâm á, mình quay mình rất là thích luôn. À, cá chốt rồi cá sặc rồi cá rô nhỏ nhỏ rất là dễ thương. Cho em mượn gỗ quay cái này chị. Này gỗ nè, gỗ gì là bao nhiêu chắc ký không chị? Ủa chị nào bán? Ủa chị này bán hả, chứ không phải chị bán. Ủa sao em tưởng chị bán. À chị gái này bán đó hả? Ở cái chị bằng quần bông hồng hồng ở chị bán á. Gỗ chắc 1 ký hả chị? Gỗ 1 ký, mua gỗ nha. Rồi lấy gỗ này, gỗ nhiêu vậy? Rồi lấy gỗ luôn đó. Này ăn chơi được, đi hơi về. Lựa gỗ nào êm nha, để hơi đi dưới đường ăn á. Rồi ok, đẹp nha. Để đi về, chú em ghé lấy. Sáng giờ bán được không chị? Được lai rai rồi còn dạ. Để đi ăn xíu mình đi dọc đường mình ăn. Cái này có muối ớt nữa. Chút bỏ vô bọc đi. Không ha. Có muối ớt rồi. Trời vậy nó phải có muối ớt rồi, cuối cùng không có muối ớt. Không có muối ớt rồi. Vậy hả? Thông cảm đi. Rồi rồi. Bán trâu bên cộng dây rồi. Rồi thôi, cảm ơn chị nhiều. Rồi. Rồi. Đây cũng có mấy sạp bán trái cây nữa nè. À, bán đồ ăn buổi sáng. À, đây có mấy chị bán nữa nè. Ê. À, đây có trái cây nữa nè. Mận. Cái này của chị bán cái gì hay là của chị gái? Vậy đó hả? Rồi mai lên Bình Dương ở luôn. Đây chị mận đá nè. Táo nè, táo xanh. Phía bên đây thì có xoài. Táo, dâu.
Ở đây có cô này bán bánh tằm sáng thấy gì mà đi mất tiêu rồi, không thấy luôn. Có chị gái bán bánh kẹp. Cho em quay bánh kẹp cái gì? Dạ, bánh kẹp với chè cái gì ạ? Ồ, đây có bánh bèo ngọt nữa phải không? Dạ. Đây bánh bèo ngọt nè. Đó mình thấy bánh bèo hũ nhỏ nhỏ mà chị để bánh bèo này như là hơi vậy đó. À, cái chén nước mắm tròn xè mình đó không? À. Bánh bèo hấp, bánh bèo ngọt á. Đây bánh kẹp với chè nữa nè. À, quá trời chè luôn. Chè này bọc nhiêu chị? Lấy em bọc đi. À, giải trí cô tặng, chút xíu tặng. Nói chung có khi em ăn cũng có khi em có ăn đâu. Tại vì ngày nào cũng thấy đổ trơn rồi. Mua vậy đâu cái gì, đi dọc đường tiếp tục con khung đường đi tiếp á. Rồi em tặng cho mấy cô chú đi dọc đường. Chứ ngày nào cũng ăn chắc bệnh hết luôn. Ăn đồ ngọt chứ đâu có chịu nổi. Chị bán đi lâu chưa? Bán cũng lâu. Chắc mấy năm hả chị? Bán chưa cách nhà lọc. Ô vậy là cũng cả chục năm có à. Tại vì nhà lọc nãy em hỏi em mới biết là xây chắc cũng gần năm nay. Dạ. Ngày trước là xây cái đó trước đúng không chị? Bên đây trước nè. Không, vậy là nếu mà nhà lồng cũ này xây được nhiêu năm? Chục năm hả chị? À dạ. Rồi thôi, cảm ơn chị nhiều nha. Cứ để đi chút xíu em ra lấy. Chúc chị bán đắt nha. Đây có mấy anh chị em bán trái cây tiếp nữa nè. Dạ, cỡ một hai ngày nó lên tàng hình á. À, kênh của em là Miền Tây Sông Nước. Anh Sạch có tên chưa anh trai? YouTube á, trên YouTube á. Thấy không? Đem qua nè. Đây. Đây em Sạch cho. Rồi, cô anh nè. Cái đó là chợ Kinh Ganh, mới hôm qua mới úp. Thôi giờ di chuyển lên phía trên nha. Dạ, thịt cá. À thì ra nãy giờ mình cũng quên ý nè, bên đây bán đồ tươi, còn bên kia thì bán ra đồ đồng, ra cá đồng với thịt nhiều. Ôi, chợ này tính ra mới đi chút xíu mà đã tan chợ rồi. Giờ này là muốn tan chợ rồi. Dạ. Có hai anh chị bán trái cây nữa nè. Đây có chị gái bán mắm hả? Mắm với khoai mì. Đây, chị gái bán mắm với khoai mì nghe. Cho quay khoai mì cái nha chị. Dạ. Đây, khoai mì hấp. Phía bên đây thì có mắm nè, các loại mắm chị bán nè. Cái này chắc nhà làm hả chị? Cái này là cái cân không? À cân hả? À dạ. Mình rất là thích những người có cái tính thẳng vậy nha. Cân thì nó cân, còn nhà làm thì nó nhà làm. Chính xác dạ. Đây cóc nè. Sao trái khế đây là trái quê hương nữa nè. Đây trái cóc nè. À. Đây con mắm guốc nha. Dạ. Chị bán được nhiêu năm rồi? Bán cũng 2-3 năm rồi cô ơi. Ủa vậy hả? 2-3 năm nay hả? Ủa trước đó chị đi làm bên cái gì mà qua đây bán? Đi làm ở nhà giữa cháu nội không à? À, nội chợ. Bây giờ cũng giữa cháu nội bán luôn 5 thằng cháu nội đó. À dạ dạ. Thì quá trời trái cây chị bán luôn nè. Đây có đu đủ nè. Gạo má. Yeah. Tính ra có ngôi chợ này mình khỏi đi chợ Dòng Ghiền, nó xa. Cần gì thì cần lắm thì ra chợ Dòng Ghiền thôi. Còn thí dụ như lắc ngắt nhờ, chút xíu thì ghé đây mua nó cũng dễ. Dạ. Yeah. Mua đồ ăn trong ngày thì mua đây được, ăn tiệc lớn thì ra chợ lớn. À dạ. Yeah. Để chắc mai có dịp mà ghé chợ Ngọc Thuận.
Dạ, chưa ghé chợ Ngọc Thuận. Ghé Ngọc Trúc rồi, chưa ghé Ngọc Thuận. Ngọc Hòa đi rồi. Ngọc Hòa là chợ... Ủa, chợ Hòa Thuận chứ. Có lộn không? À, Ngọc Hòa. Không nhớ rồi. Bữa hổm có đi chợ Hòa Thuận đó, còn chợ Ngọc Trúc đi rồi nữa nè. Còn chợ nó như chợ Ngọc Thuận hay gì á, hay là hình như nhớ không phải không? Lâu quá, bữa hổm có coi không nhớ. Dạ. Chợ Ma thì phải đi sớm chút xíu không? Mấy giờ, thường mấy giờ chị? Hai chị đó coi làm sao coi được cái tin đó kìa. À vậy đó hả? Chưa coi được nữa hả? Sao chị nói gì nãy giờ, hai chị em nói gian dở? Chợ Ma chị nghe nói đi cũng hơi sớm đó mà chị cũng mấy giờ. À vậy hả? À. Giờ này có cha mẹ rồi. Để tí xíu nó hỏi mấy anh em đi, thường mấy anh em chắc đi nhiều chắc biết. Dạ. Dạ. Rồi thôi vậy em cảm ơn chị nhiều nha. Để chị chờ chị buôn bán nữa. Chúc chị sức khỏe với mua mai bán đắt nha. Có nhiều thuận lợi luôn. Rồi em chào chị. Dạ. Chị thứ mấy vậy? Chị thứ 8. À em cảm ơn chị 8 nhiều nha. Đây. Chứ bên đây thì có cô đây bán bánh. Bán đồ ăn giặt. Lại gặp chị nữa rồi, nãy mới gặp chị trong tiệm hủ tiếu nha. Dạ cái này là lên đài nào? Dạ lên miền Tây sông nước chị. Trên YouTube á chị. Dạ đúng rồi đó, để YouTuber. Đây có chị gái nè. Chào chị gái nha, nãy giờ chưa được chào nữa đó. Chào khán giả. Nhà chị gái gần đây không? Nhà em gần ở đây nè. Chạy chắc khoảng vài phút hay gì? Dạ. Lộ bộ à, khỏi chạy xe. À lộ bộ luôn hả? Lộ bộ. Đây bánh của cô này bán nè. quay nhân vật xong mình quay vật ha. Quay bánh nữa. Dạ. Mới giới thiệu. Với lại cô đang bán rồi, chưa có quay nói chuyện với cô nhiều đâu. Quay bánh trước đi. Đi quay bánh thì còn nói có kẹo me nè, có bánh cốm nè, có hạt đậu phộng, đậu nành nè. Hạt hướng dương nữa. Quá trời bánh luôn. Cái này chắc cô bán chạy chợ quá. Dạ. À cô ở Long Xuyên hả? Cô với con có đặc điểm chung đó. Là biết gì không? Cô biết gì không? Là bốn vùng chiến thực á. Tôi ở miền xa đó. Đâu phải. Vì tôi thường đi đó đây chứ lộn. Nó chơi chạy chợ bán cực lắm. Nhưng mà được cái là nó vui. Với lại đúng rồi để mà hết đồ. Đi chợ này chợ kia bán lay quay là hết à. Wow quá trời bánh luôn. Đây, bây giờ mình sẽ quay một vài món bánh cụ thể nha. Đây có bọc này chắc mứt dâu hay mứt táo gì cô? À xí muội đó hả? Wow. Xí muội nè. Chị mua đi, em qua đây. Chị Sang ơi nha, chị Sang. Đây có bánh tráng trộn. À. Đây cốm nè. Vậy là cô ở Long Xuyên ha. Đi xe một mình hả gì cô, hay đi với ai nữa cô? Có mình vậy đó hả cô? À dạ. Đây cô đây. Thì bên đây có đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan. Dạ. Đó, cô đang vô bánh nè. Vô trong bọc. Vô lẻ đó. Kể từ Long Xuyên mà đi chắc thường cô bán chợ nào vậy cô? Bữa nay chợ này rồi mai bán chợ nào thường á, thường bán. Mai là chợ ở ngoài Thốt Nốt. Ồ vậy đó hả, đi ra tới Thốt Nốt luôn. Thì bán Thốt Nốt rồi cải xăng. Ờ quên, nếu nước Thốt Nốt là gần chứ, gần Long Xuyên không có xa. Mưa vậy trời. À mưa. Mưa không có lớn đâu, mưa gào à. Dạ. Ai cô đây ở Long Xuyên. Rồi, thôi cảm ơn cô nhiều nha cô. Đây là ồ mưa rồi. Rồi, qua đây quay bên khu vực chợ cá nha. Ở đây có khu vực chợ cá nè. Sáng giờ em quên để ý luôn, bên kia là chợ rau, bên đây chợ cá. Đây có mấy chị bán nè. Chị quay cá nghe chị. Đây, chị gái đang bán cá. Ủa, chị đi chợ. Chị đi chợ. À, đây chị gái này mới bán cá nè.
nữ chị bán trứng vịt ở đây. À của chị luôn đó hả? Đây trứng vịt đồng nè, vịt tây đồng nè. Hột vịt 20.000 là chục cái gì chị? Chứ bên đây thì có cá chê, cá chê vàng nha. Cá chê vàng đựng trong cái thau màu vàng luôn. Đó. Chứ bên đây thì có cá gô vuông. Cá gô này nấu canh chua ngon lắm. Đây chị có bán cá điêu hồng có oxy nữa nè. Sáng giờ bán được không chị? Đi rồi hồi mới để biết đó chị. Bên đó là bán chợ gạo mà đây bán chợ cá. À, chị đang nói chuyện với chị gái bên đây rồi. Có lương nữa nè. Phía bên đây thì cá lóc. Cảm ơn chị Tiến đi. Ờ chị gái ơi, cảm ơn chị gái nhiều nha. Dạ. Dạ. Chị bán này chắc cũng được mấy năm hả? Dạ, bán 7 năm rồi. À dạ. Cái gì chị ơi? Có khách rồi. Ờ vậy thôi, cảm ơn chị. Bye bye nha. Chúc chị bán đắt. Phía bên đây thì cũng có chị gái bán thị hải sản nè. Cho quay cá nghe chị. Dạ. À, chị ăn sáng đi để em quay cá. Chị bán cá cá biển này nhiều quá chừng luôn. Có cá đuối nè, cá thu nè, với cá này cá ngừ, cá gúng. Cái này cá gúng hả chị? Không, cá này là cá ngừ đúng không ha? À sa ba hả? Cá này lạ nhất nè, em chưa thấy nè. À cá mối ha. À cá mối làm khô. Đúng rồi, đúng rồi. Em quay nhiều em biết khô cá mối chứ em chưa thấy một cá mối tươi luôn, bữa nay mới thấy luôn á. Ở đây chị có bán thẻ nữa nè. Này thẻ vuông. Sáng giờ bán mới được ăn sáng nữa hả chị? À, em đi giờ này mà cảm thấy mới có gần 8 giờ mà nó đã gãn khách rồi. Dạ, chợ tan sớm. Quá trời mực luôn, cái dừa mực nè. Chứ chị cũng có bán chân gà với đùi gà nữa nha. Rồi thôi để di chuyển đi, đặng cho chị tự nhiên đi ăn sáng nữa. Bây giờ làm phiền chị quá chừng rồi. Thôi vậy em cảm ơn chị gái nhiều nha. Dạ, chị gái bán đắt nha. Để cho anh xã chị nè. Ở đây thì cũng có mấy cái gian hàng bán cá nữa. Ồ, cá này lạ quá ta. Cô đây bán, cô mà cô đang trò chuyện rồi. Đây. Đây cũng có sạp cá đồng. Cá này của chị hả? Của chị kia hả? À thôi chị đang trò chuyện rồi. Chị đang trò chuyện rồi thôi. À, cảm ơn em gái nha. Đây có anh trai nè, sáng nói chuyện với anh trai nè. Anh nói anh khổ lắm nhưng mà thôi nói chuyện vui vui thôi, nhưng mà không có nói giải nhắc lại chuyện cũ nha, nãy nha. Rồi đây, cái đó là cá nhân. Đây anh trai bán thịt heo nè. Anh bán chắc mấy năm rồi anh trai? Hai mấy năm rồi. Ủa gì là từ chưa có hai nhà lòng chợ luôn nha. Dạ. Đây. Dạ dạ. Anh nói gì? Đó, anh trai bán thịt heo nha, ai đến chợ Thành Hưng ghé ủng hộ anh trai nha. Bán hai mấy năm vậy là từ thời chưa có máy hiên rồi luôn á. Bán trời trời. Con cá lóc của ai văng ra, vậy sao của ai văng ra. Vậy đó hả? Đây. Qua YouTube để sống chợ. Dạ. Đây có chú này, nãy anh trai nói sống ở đây rất là lâu ở đây nè. Dân lâu năm ở đây. 20 mấy năm vậy là nếu mà xây cái nhà cũ này là xây trước cái gì anh, hay là xây chung lượt luôn vậy đó? À, đâu có dù hay là gì ta, chắc có che dù đâu. À, sạp. Ủa có sạp chứ không phải là trời trời không? Ờ đó, trời trời.
À, chào mắm. Vậy em tưởng cũng lâu rồi, ai ngờ nó mới thành lập đây. Xây lại cái nhà lồng mới này đây. Có ai đâu nói vậy đâu. Rồi thôi, cảm ơn anh trai nhiều nha. Rồi cảm ơn anh trai nhiều luôn nha. Đi chợ cái gì hay là đi bán chung với anh à? À, vậy là bán với anh đây hả? Dạ. Kìa, khách cho anh này kìa. Đó. Chị nãy anh nói anh khổ lắm đó. Đúng rồi, khổ dữ lắm. Dạ, đây chị gái đang bán thịt heo cho khách nữa nè. Đây còn có đây có chị gái cũng bán thịt heo nữa nghe. Đây để quay chị gái bán thịt heo đi rồi mình kết thúc clip. Gã nữa hả? Gã nước ngoài gì đây? Độc thân mới được nghe chứ, lần trước quay cho cố xong rồi cuối cùng nói chồng chị kế bên kìa. Trời ơi hết hồn luôn à. Không có đâu, chồng chị bỏ chừng tiếng ngồi về. Nói giờ bỏ chừng tiếng ngồi về. Anh đi giao đồ hả? Dạ. Sáng giờ bán được không chị? Được. Ừ, trời ơi. Trời ơi mặt đẹp mà giấu không. Đây chị gái đi chợ nữa nè. Đi chợ có mình hả chị? Dạ. Nữa hả? Bỏ nữa hả? Ôi giờ tôi mới phát hiện vụ này hay nha, bỏ mà bỏ mấy tiếng hồ sao người. Mới thôi chồng rồi cỡ tiếng hồ. Mới thôi chồng mà thôi chồng có 1 tiếng hồ kìa. Đây chị đó. Dạ rồi, thôi cảm ơn chị gái nhiều nha. Cái chị gái này bán thịt cũng lâu lắm rồi nè. Bán được nhiêu năm rồi chị? Chừng chục năm cái gì? À chục năm hả? Nó cười cười chắc không biết phải không cái này, nó cười cười nè nha. Chục năm thì phải rồi. Chục năm phải rồi đó hả? Rồi thôi. Rồi vậy cảm ơn chị gái nhiều nha. Dạ em chúc chị gái bán đắt nha, nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn chị gái bên đây luôn. Cảm ơn chị nha, chợ vui nha chị. Bye bye. Dạ. Rồi cảm ơn chị gái đây luôn. Đây chào chị gái nha. Đây là những anh chị em chợ Thanh Hưng nè. Đây tổng quan của chợ nè nha. Chợ này tan sớm quá chừng luôn, mới có tí xíu à, vậy là hết người đi chợ rồi đó. Sáng em quay còn xe rất là đông nghe, giờ là hết xe rồi nè, còn mấy chiếc leo que. Dạ thì em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi kênh của em. Ngày mới thì chúc cho cô chú anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười nha. Nếu cô chú anh chị có thương em thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like nè, chia sẻ, bình luận để giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn nhé. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Xin kính chào cô chú anh chị. Xin chào.